Cho mượn con cá mập vậy.
nay chế có con mặt lót ren mới chơi, bao lần quần lót ren đâu rồi, bao quần lót ren đâu rồi, 10 con 390. Con anh Phúc mới lấy về chiều nè, bà Út có đem 2-3 quần lót qua kiểm tra đây, 2-3 đồ chưa lấy về để đâu mà không đem qua. Hồi nãy tôi đưa cho mày cầm mấy cái áo nãy cầm qua đó Tây. Biết rồi nhưng mà ấy là... Lấy cái đó chứ để đi qua tôi lấy cho. Dạ em chốt con cá nữa. Từ từ, xếp dài trễ qua chưa có may mới lấy mẫu à. Ủa mấy bao đồ lót đâu? Chứ sao nãy kêu bà Vú đem qua hay chưa mà. Đợi chút chị. Chưa chị Xu Hào, chưa. Quần lấy kim là chiều nay không có nha, hết sạch hàng. Hôm qua cái bao kia là bao khác chứ không phải bao lấy kim. À, bao kia là bao khác không phải bao lấy kim. Rồi lên tiếp đầm nha mấy chị nha. Lên tiếp đầm. Mấy chị lưu ý nha, đây là cái lô hàng đầm Việt Nam xuất khẩu xả. Cho nên hàng đây là em không có cho mấy chị đổi trả ha. Rồi lên cho mấy chị một cái con đầm trắng đen đi công sở nè. Con này bán cho mấy chị với giá 130 size 14 dưới 75kg. Chị nào dưới 75kg chốt con đầm công sở 130 giúp em. Đầm công sở 130 trắng đen. Công sở đầm 130 trắng đen. Em lên cho mấy chị một con công sở nè. Một con công sở chốt giùm em công sở màu cam. Con này cũng size 14, xài mấy chị 130. Xài mấy chị 130 vải co giãn hết nha. Đó, đầm công sở kèm màu tiên dung, tiên dung trắng đen phải không? Lưu ý nha, hàng này là không cho đổi trả. Tiên dung 130 nè con, tiên dung 130. Rồi chốt giùm em đầm công sở xanh. Con này size 14B là dưới 72kg nè. Con này chốt giùm em là màu xanh nhớt nha. Chốt giùm em đầm công sở xanh nhớt. Đầm công sở xanh nhớt, chốt giùm em đầm công sở xanh nhớt. À, xanh nhớt 12. Chị chuối chốt hàng anh em mà đừng có cho số điện thoại lên ha. Rồi kèm màu giùm em đầm công sở màu trắng. Chốt giùm em đầm công sở màu trắng đen size số 10 là dưới 70kg nè. Công sở trắng đen size số 10 dưới 70kg. Size số 10 dưới 70kg nha. Công sở đỏ size 14 dưới 75kg. Dạ khách lấy rồi chị Long lên. Công sở chốt giùm em công sở đỏ size 14 dưới 75kg công sở đỏ. Chị nào chốt công sở đỏ chốt lên giùm em công sở đỏ. Rồi công sở 75kg trắng đen của chị Long của chị xé đi con, của cô Nguyễn Chuối trước xé đi. Xé tờ đó đây Nguyễn Chuối trước nè. Nguyễn Chuối trắng đen size 14 dưới 75kg nè. Nguyễn Chuối. Rồi trắng đen size số 10 130 con. Trắng đen size số 10 của Quốc Khang nè. Trắng đen size số 10 của cô Quốc Khang 130. Quốc Khang 130. Mấy đầm này là không có sale một ul nào hết nha mấy chị. Mấy đầm này là 280 không có sale nha. 280 đầm này không có sale nha. Rồi lên tiếp nè. Hàng đang sale nha cho nên mấy chị chốt lẹ lẹ đi ha. Em lên cho mấy chị một con đầm cánh sen. Rồi con này chị nào chốt trứng mắm ha. Bán cho mấy chị 160.000 đầm cánh sen vải co giãn. Con này là size 18 nha, size này là size 80-90kg nè. Chị nào 82-90kg chốt con cánh sen 160.000. Cánh sen 160.000 vải co giãn mà form rất là đẹp nha. Form cực kỳ đẹp ha. Lấy cho em 10 cái quần lót ren trên cùng mình. 10 quần lót ren trên cùng cho ai? 10 quần lót ren trên cùng cho Hoa Hải được. 390 trên cùng. Và 390.000 của Hoa Hải đường nè con. 390.000 của Hoa Hải đường quần lót ren đầm đầm đen đầm công sở trắng đen size 60kg là size số 10 đó nè, có một màu à chị Khanh ơi. Đầm trắng đen khách lấy rồi, bây giờ còn đầm cánh sen là size 82-90kg nha. Đầm cánh sen mấy chị coi form dưới đầm cánh sen nè. Em nói thiệt với mấy chị là form này mà chị nào mặc được cái màu này lên là em nói dễ thương cực kỳ luôn, hơi bị dễ thương luôn ha. Rồi đầm màu đỏ, đầm công sở đỏ 130. Mấy con này là đều 250 hết á mấy chị. Đầm công sở đỏ 130.000 size đầm công sở là size dưới 75kg. Đầm công sở màu xanh nhớt size 12B là dưới 73kg. Dưới 72kg. Cánh sen của chị Trần Tuyết Thu. Chị Thu ơi, chị Thu nhiêu ký báo lên giùm em nha, để em canh của tụi chị vừa không. Chứ nhiều lúc cái chị không biết chốt nhiêu ký không vừa rồi. Hàng này em không cho đổi trả rồi mất công nha. Con này là không có dây nịt nha. Con này nó làm cái dây nịt để mấy chị tự luồn nịt ha. 160.000 của chị Trần. 160.000 của chị Trần Tuyết Thu nè. Trần Tuyết Thu xanh nhớt của chị Song Anh nè. Xanh nhớt size 12B của chị Song Anh 130 nè. 130 của chị Song Anh nè con. 130 của chị Song Anh nè.
mấy chị chốt đầm kèm số ký lên giúp em, đừng có chốt số điện thoại ha, khỏi chốt số điện thoại. Rồi em lên cho mấy chị một con công sở cam nè, công sở cam đất dưới 75 kg. Em có nói cái đầm đó là 82 đến 90 kg nha chị, 77 kg, mà chị thích mặt rộng thì chị hãy lấy nha. Rồi lên cho mấy chị một con cam đất công sở body á nha mấy chị, một con cam đất công sở size 14 dưới 75 kg bán cho mấy chị với giá là, mấy chị hỏi đầm dừa không thì mấy chị kèm cái số ký lên nha, còn chị nào dưới 1m55 là phải báo em ha. Cái mấy chị hỏi không không là bộ yên mặt có size 65 kg nha, mới về mà vải đẹp lắm chị Khanh, kèm với dây xích nè, vải rất là đẹp nha chị Khanh ơi. Có chốt chốt giùm em là bộ yên đang mặc kèm bộ dây xích, chốt giùm em bộ dây xích kèm số ký ha. Công sở cam đất kèm size đi mấy chị ơi, size của Trịnh Châu Tâm phải không, size của Trịnh Châu Tâm là 120 nè, Trịnh Châu Tâm cho à, Trịnh Châu Tâm 130 nè, Trịnh Châu Tâm 130, Lon Lê 130 nè, Trịnh Châu Tâm 130, Lon Lê 130, Lon Lê 130, Trịnh Châu Tâm 130. Mấy chị lưu ý nha, hàng ngày hôm nay sale hàng đầm, mấy trăm con đầm này là đều là hàng Việt Nam xuất khẩu, mà hàng này Yên không cho đổi trả nha, hàng này Yên không cho đổi trả, chị nào ưng hãy mua, còn không ưng hãy để mua hàng chính quy nha, tại vì hàng này là hàng em đang xả kho, cho nên là mấy chị nào mà ưng thì hãy chốt ha. Đó, yêu ưng và cảm thán chứ bây giờ chốt về mà ABCD là đừng có nói chuyện với em, tính em phát một đừng nói chuyện, cái kiểu như là không yêu đừng nói lời cay đắng nha, cho em xin con cá heo và không em đang mang con cá mập, tự nhiên mang cá mập xin cá heo với bà nội. Rồi đầm này 160 nè, nhưng mà đầm này size nhỏ nha, đầm này size số 10, trời ơi chế nào 60 kg, chốt con đầm này cho em chỉ có 160 ngàn thôi mà vải đẹp lắm nha. Ôi trời đất ơi, chị nào mà 60 kg là chốt con đầm này 60 kg đúng luôn á, chị nào 55 tới 60 kg chốt con đầm 160 này giúp em. Chị Nguyễn Tâm đâu rồi? Đó là quần mặc váy á chị Khanh ơi, đó là quần váy á chị Khanh nè, đó là quần váy nha chị, đó quần váy á. Mà chị Khanh coi vải, em nói thiệt vải đã lắm nha chị Khanh, mỗi tội em không mặc áo vú rồi ha, mỗi tội không mặc áo vú thì nó hơi xấu một tí xíu ha. Đầm 160 của Quốc Khang nè, Quốc Khang đầm 160 ngàn của Quốc Khang. Chị Phạm Phượng chốt bên nhà em là khỏi cho địa chỉ số điện thoại trên like, chỉ cần chốt tiền số phí thôi, 160 ngàn của chị Quốc Khang nè. Rồi lên cho em con đầm nè, chế nào mà hay đi biển mà thích mua đen hốt con đầm này cho em, chế nào hay đi biển và thích mua đen chốt con đầm này nha. Rồi mấy chế coi nè, em nói thiệt chế nào mà mua đen nè, nè coi ở phom trên nè, phom trên nó là dày nha, rồi phom trên nó là dày, còn phom dưới nè, em nói rồi chế nào mà đi biển mà thích thở hang là nên chốt cái con đầm 160 ngàn này, chốt lẹ nè ha, chốt lẹ con đầm này cho em, con đầm này size 70 kg nè. Trời ơi chị gì, chị Song Anh ơi, chốt con đầm 160 ngàn này đi chứ không kiểu lỡ lắm nha, 160 ngàn đầm đi biển, 160 ngàn đầm đi biển giúp em. Con này mấy chị đi kiếm hoặc đi may nó không có đẹp bằng con hàng xuất đâu, size 12 dưới 72 kg, má con này size 16 là em để lại em mặc rồi đó nè, khi mặc lên là chỗ đây nó cách chỗ đây có chút xíu rồi nha. Chốt giùm em đầm mô đen đi biển, chốt giùm em đầm mô đen đi biển size 12 là dưới 72 kg. Chị nào chốt toàn đồ xịn đẹp mà rẻ của em, và nói chung là tính của em á chị Khanh là em mua mắt em bán mắt, mua rẻ bán rẻ, miễn sao mà dựa công sức của em thôi. Chị chốt bộ đây đi vải đẹp lắm, miễn ai chốt đi biển. Đúng rồi đó, em nói chị Song Anh chốt không? Cái này là đúng chính xác nha chị Song Anh, tại hàng này á hàng hiếm, Song Anh đi biển 160 nè, chứ đầm mà giờ giá này mà không bán ra, giá này mà không mua giá gì nữa mấy chị đúng không. Rồi chốt giùm em size số 10 nè, size số 10 xấu dưới 70 kg nè, size số 10 dưới 70 kg chốt giùm em đầm xanh của anh 130. Cái này là bán giùm kho cho nên mới bán giá này nè nha mấy chị. Rồi chốt giùm em xanh của anh size số 10, size số 10 là 60 đến 69 kg ha, size số 10 là 60 đến 69 kg, size số 10 chốt giùm em xanh của anh size 10 130, vải co giãn ở trên dưới đều đẹp hết nè. Rồi chốt giùm em là xanh gì đó, chốt giùm em là xanh nhớt size 12 dưới 72 73 kg, xanh nhớt, xanh nhớt size 12, xanh nhớt size 12, xanh nhớt size 12 130. Trời ơi hôm nay mấy chị mua đầm hơi bị sướng luôn. Rồi xanh nhớt size 14, xanh nhớt size 14 dưới 75 76 kg, xanh coban của Quốc Khang nè, xanh coban của Quốc Khang 130 nè, xanh coban của Quốc Khang 130, xanh nhớt nha mấy chị nha, xanh nhớt.
Chị đặt chốt xin nhớ size 12B hoặc 14 chốt giùm em. Chốt giùm em cam đất. Chốt giùm em đầm body công sở cam đất size 14 dưới 75 kg. Chốt giùm em cam đất. Ai chốt cam đất chốt lên giúp giùm em cam đất nha mấy chị. Đầm này size 12B, chốt giùm em xanh nhớt 12B dưới 73 kg, chặn 3. Xanh nhớt 12B. Chị nào chốt xanh nhớt. Xanh nhớt 14B. Xanh nhớt 14B mấy chị, xanh nhớt 14B là dưới 75-77 kg, 103. Trời ơi, ai đi bán giá này mấy chị, bán giá sẽ kho đó nha. Cho nên làm ơn mua cho nó nghiêm chỉnh, nó ra con người chút nha mấy chị. Đầm này 280. Đầm này mấy chị đừng có bao giờ chờ cái im sale nha. Nè, thứ nhất là phơm vải rất là đẹp, ở bên này nó phối ren nè mấy chị thấy không, ở trên nó phối ren, nó làm cái đầm body là hơi bị đẹp nha. Đầm này 280, chốt giúp giùm em đầm body 280. Cam đất 14, xanh nhớt 12B của Hồng Bỏ. Xanh nhớt 12B của Hồng Bỏ. Xanh nhớt 12B. 12B của Hồng Bỏ 103. Cam đất của Trinh Phạm, hello chị Trinh Phạm. Cam đất size 14 của chị Trinh Phạm 103. Trinh Phạm 103. Hồng Bỏ cái cũ cho đi, số điện thoại gì không hả? Mấy chị đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên line nha. Đầm body 280 của Hiếu Lê. Hiếu Lê cho em số ký chính xác Hiếu Lê ơi. Buồn thì ủa sao buồn với chị, comment sau em không đọc có đừng buồn nha. Dạ đầm này có size 14 rồi mấy chị. Đầm này có size 14 nha. Đầm body có size 14 thôi ha. Trời ơi, đầm body này mấy chị đi tiệc một phát là chết ngắt liền. Em nói thiệt không có nói giỡn đâu. Đầm body này là có thể 80 kg vừa nè. Đầm body này à, đầm body này mà chị nào mà 80 kg là vừa kích rin luôn á. 75 đến 80 kg là vừa kích rin luôn nha. Đầm body của Hiếu Lê chắc bị rộng á, size này size 14 rồi ha. Đầm 280 nó nằm khoảng cỡ là từ 73 kg đến 80 kg nha. Size 14, cái này size 14 nha. Cái này size 14. Đầm sơ mi sau lưng cho em coi đó chị. Dễ thương lắm chị, mà mặc lên gọn gàng lắm ha. Dễ thương và gọn gàng lắm. Đầm body là khoảng cỡ từ 73 kg đến 80 kg. Vải đẹp nha, vải đẹp, ren đẹp, phối rất là đẹp luôn. Em cho mấy chị coi cái đường cắt ngực của thằng hàng Việt Nam xuất khẩu, nó làm hơi bị đỉnh luôn. Nè mấy chị thấy không, ở giữa là lót ren nè đó. Trời ơi, con này là em nói xuất sắc lắm luôn á chị. Hồng Ánh, Hồng Ánh đầm body em có nói số ký nha, 73 đến 80 kg. Hồng Ánh 280. Áo thun cổ đen á chị. À cái đầm chữ N, đợi chút Tiên Dung. Trời ơi, đầm chữ N mà Tiên Dung thấy chị chụp hình là Tiên Dung. Chị Tiên Dung thấy em chụp hình là Tiên Dung mê liền. Mê. Rồi lên cho mấy chị một cái con đầm size 12 nè. Con này 200. Con gỗ đâu kìa. Đưa móc qua đây chị. Đầm size 12 nha. Size 12 dưới 72-73 kg. À, size 12 này dưới 72-73 kg. Đẹp không mấy chị, 200. Có một con thôi nha. Chốt giùm em đầm caro 200. Chốt giùm em đầm caro 200 size dưới 72 kg. Chị Song Anh ơi, đẹp lắm luôn. Con này mà có khóc một con vét vô nữa hơi bị đỉnh luôn. Chốt giùm em đầm caro 200, eo 105 không vừa. Dạ Hồng Ánh, Hồng Ánh 80 kg. Đầm body 65 kg hơi rộng chị. Hành Mỹ không vừa, body của Loan Lê vừa nè. Body 280 của Loan Lê vừa nè. À, đẹp lắm á, body em mua rồi. Chị Tuyên Thủy mua được trước có 1-2 con rồi đúng không? Dạ. Rồi chốt giùm em caro dưới 72 kg. Trời ơi, vải đẹp lắm quý vị ơi. Em nói mấy chị con caro nè, vải phơm và dáng hơi bị đẹp, cho mấy chị coi gần vải. Nó là vải bố nha, chứ không phải nó caro thường nha. Rồi chốt giùm em caro size 12 dưới 72-73 kg. Chế nào mà đã thích cái con cánh sen này là phải chốt liền nha. Hồi nãy có cái chị gì á, chị gì chốt con cánh sen quên mất rồi, chị gì khách mới á. Chị gì à, chị đó chị thích rộng hay sao? Sếp chị đang mặc lúc chiều, em xem với. Sếp chị đang mặc lúc chiều. Sếp chị đang lúc chiều, em xem với là sếp nào chị? Ngày em đang biết như sếp giờ Vi hỏi sếp ra, em không biết sếp gì diễn tả đi chị. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm cánh sen nè. Xinh luôn mấy chị. Mấy chị thấy vải với dáng xinh không? Vải co giãn cực kỳ đẹp, dáng thì khỏi chê. Dạ đầm này là size 14 quy. Là con này dưới 76 kg nè. Con này dưới 76 kg. Hồi nãy có cái cánh sen size lớn. Hồi nãy có một cái chị gì mà 77 kg mà lấy con cánh sen này nè. Mà hồi nãy lấy con cánh sen nó size 18 quy là bị rộng nè. Đưa cánh sen con thử size nhiêu vậy. 14 quy nè. Chị Trần Tiếp Thu đâu rồi? Cánh sen của chị Chi Hồi nè. Cánh sen 14 quy là dưới 76 kg nha. Cánh
Cánh sen của chi hồi là con này đẹp lắm. Body đo eo, body chị Nguyễn Lệ lên chiều cao cân nặng hay khỏi khỏi đo eo. Cánh sen trăm ba hả? Cánh sen 160. Vừa chị 14 quy là vừa. 14 quy dưới 778 có hơi 80 kg nè. 14 quy trời ơi, cánh sen đẹp lắm luôn á mấy chị. Em nói thiệt là con cánh sen đẹp lắm. Hồi nãy có anh chị cái chốt với con tay lớn á. À, sếp đó chưa về, sếp đó mới lên rập à. Sếp đó mới lên rập à, tại vì đẹp quá đang chơi vậy đó. Trời ơi, chị nào mà mặc vừa con đầm cánh sen này là khoái lắm nha. 70-77 kg ha. 70-77 kg. Cái đầm cổ viền 220 tỷ, đứng thì lấy đầm cổ viền. Cánh sen nào 130 vậy? Cánh sen gì 130? Con đọc gì mà 130 cho người ta vô comment 130 trong tin nhắn vậy? Cánh sen 160, hồi nãy con hỏi 130. Cánh sen ghi giá nhiêu vậy? 160 mà nhắn tin lại cho người ta đi. Chịu thì lấy, còn không chịu thôi chứ bán hàng sale. Cái con cổ chữ N á. Chị 65 kg, eo 90, chị vừa con, chị có thể mặc được con body hơi rộng thoải mái một tí. Con này nếu mà Tiên Dung chưa lấy thì lấy nha. Con này trời ơi, mang với giày thể thao lên hơi bị đỉnh luôn. Đầm chữ N có size từ 60-100 kg. Lấy hai con đầm này hay cho Kelly đi. Tại vì nói mấy chị chứ không, nhiều lúc cái hàng tới mấy chị nó có 130 mấy chị không chịu nhận mà lắm. Tiên Dung lên số ký đi, lấy XL cho Tiên Dung đi. Lấy XL 70-80 kg cho Tiên Dung. Em lên cho mấy chị một con cánh sen size 60-60 kg nè. Dạ 60-67-68 kg. 60 con này bán cho mấy chị với giá 120 nè. 120.000 cánh sen 60-69 kg. Cánh sen 120. Chị nào chốt cánh sen 70 kg lấy size L đi à. Lấy size L. 120-80 kg vừa chị Bình Bùi, vừa ôm nha. Vừa ôm, ôm khít luôn ha. Dạ để em coi thử trong hai cái bao tải này. Hôm nay về tới 4 bao tải luôn chị. Thầy của Kelly nè anh ơi, tôi đang cứu anh biết đó. Kelly đầm đó 240 cộng 240 á, lòng 220 á, 220 của Kelly. Đầm chữ N của Hiền Trần size L nè. Đầm size L còn không? Đầm size L của Tiên Dung là kiểm tra kỹ đó đi. Trời đất ơi, chưa bán gì luôn á. Con thử con treo là sai gì? À, con này còn sai trên 70 kg hả chị Hiền ơi, Hiền lấy được không? Còn con L thôi nè. Con thử con xung quanh, con thử con mở nè. Còn con L sai. Ủi của ai à? Ờ, của chị Tiên Dung đúng rồi. Để tiếp của Hiền Trần đi. Coi thử chưa, cô lấy L cũng được hả chị Tiên Dung nè. Đưa cái này chị Tiên Dung L. Rồi đưa cô kia đi con. Đưa cô Hiền Trần này. Hiền Trần size L nè. Rồi. Dạ cảm ơn chị Tiên Dung nha. Dạ đầm cánh sen 120.000, vải co giãn size 60-69 kg. Đầm này là công sở là mấy chị mặc hơi bị cưng ha. Co công sở. Đầm này chốt giùm em là công sở nha mấy chị. Chốt giúp giùm em là công sở số 10 nè. Còn ở đây công sở size 14 nè. Công sở size 14. À bên lòng con cái cô gì mà vừa mới nhắn tin á. Cô gì vừa mới nhắn tin. Cái này có cho chị Bùi Thanh Hiền nè. Rồi cái này của Bùi Thanh Hiền nè, 200.000 của Bùi Thanh Hiền. Bùi Thanh Hiền thành phố phải không anh? Bùi Thanh Hiền em mới chọn ngón tay vô á. Đúng rồi, đang thiếu chị 250 đúng không? Để từ từ nha. Em coi chị nào kêu là chị Loan Lê đâu mất rồi. Rồi Loan Lê là cái nãy có đặt một cái món nè. Đầm lá trúc ở dưới kia bé Lùng. Đầm lá trúc cho cô Loan Lê đi. 250.000 của cô Loan Lê. Đúng rồi. Đây 200. 200 của tên gì biết không? Bùi Thanh Huyền 200, ghi chữ vô. Ghi chữ Bùi Thanh Huyền vô luôn. Rồi đầm đó của cô Long Lê 250 hả? 250 của cô Long Lê đúng rồi. Rồi đầm cánh sen này size 14 dưới 75 kg nha. Đầm cánh sen này 120 size 14 dưới 75 kg. Chị nào chốt đầm cánh sen này size 14 dưới 75 kg, chốt giúp giùm em ha. Ở kiếm con đầm đi biển, kiếm chị Hiệp Hình chứ không phải buồn. Cậu bà em có con đầm hoa nè mấy chị ơi, con này tới 4x lượng nha, con này tới size 100 kg lượng đó quý vị ơi. Đầm hoa 200 nè, đầm hoa 200 size lớn nha quý vị, size này tới 100 kg chắc chắn luôn. Chị nào 100 kg làm ơn chốt con đầm hoa nè, trời ơi cưng không,
Ôi chị nào bằng 100 ký chốt con đầm hoa 200, chốt giùm em nè. Chốt giùm đầm hoa 200 100 ký nha. Chốt giùm đầm hoa 200. Anh ghi văn lon Bùa Thái nè, ghi lon Bùa Thái 250 ngàn. Lon Bùa Thái 4 món nè. Lấy của chị Nguyễn Tâm 200 nè. Nguyễn Tâm 200 nè, lon Bùa Thái. Lon Bùa Thái 250 nha, cái này của chị Nguyễn Tâm 200. Phương chốt dạ. Chị ấy chốt rồi, chị Tâm chốt rồi chị Phương. Nè con đầm này hồi nãy nè. Con đầm này hồi nãy của chị gì chốt ta? Của Quốc Khang hả? Nè Quốc Khang đổi qua con này đi Quốc Khang. Quốc Khang con này nó vừa nè. Chị Quốc Khang con này nó lên được tới 65 ký nè, đổi Quốc Khang con này đi. Con xanh không á anh? Đổi Quốc Khang cái đó nhiêu ạ? 160 không? Rồi đưa cái con đầm 160 cho chị Tâm nè. Rồi chốt cái Nguyễn Tâm con này nè con. Cho con gái của Nguyễn Tâm 60 ký nè. Nguyễn Tâm 160 nè. Dạ chị Phạm Phượng chốt gì màu xanh ta? Dạ xanh đó em đang đổi cho khách chị Phượng, đợi em tí nha, để coi thử còn mẫu nào không nha chị Phượng. Chị ở đâu qua nhà mua được không? Dạ ở Gò Vấp, nhưng mà chị qua nhà em mua thì thực sự là hàng nhà em á đa số là cũng có treo, nhưng mà chị qua chị phải báo em nha, tại vì nhà em không có cái mẫu xanh này ở đâu. Người xanh đưa coi, sách rêu hả? Sách rêu trên kho tới giờ 400 ngàn. Tay lờ lên lấy em. Cái màu xanh rêu trên kho là tôi biết nè. Xanh rêu á? Dạ. Đây là con đầm tím nha, con này size 12, 60-70 ký. À con này bán được cho mấy chị hết hàng dùm kho là 120 ngàn nha. Rồi 120 ngàn con đỏ đô, size 60-70 ký đỏ đô. Dạ đầm xanh vẫn còn. Dạ đầm xanh 160 vẫn còn, đầm xanh 160 size 14, con này xinh lắm mấy chị, con này còn cỡ. Con này mà chị nào 60 đến 70 ký là mặt hơi bị cưng nha. Rồi xanh 160. Xanh chốt giùm em xanh coupon, chốt giùm em xanh 160 là xanh dương, xanh dương. Xanh dương 160.000 ha. Xanh dương 160.000, chị nào chốt xanh dương 160 chốt giùm em xanh dương 160. Bên cạnh con xanh dương đó em có con vàng nữa mấy chị. Bên cạnh con xanh dương nó có con vàng nè. Dạ 60-73-74 ký nha mấy chị, 60-73-74 ký con vàng. Hai con này đều size 14 nè. Hai con xanh và con vàng này đều size 14 nha. Xanh và vàng nhưng mà 60-72 ký thôi, đừng tới 75 nó không có đẹp. Nè con vàng size 14 mấy chị coi ở ngoài cái con vải này nó đẹp lắm. Em nói thiệt ở ngoài mấy chị coi con vải xanh với con vải vàng này mấy chị mê lắm ha. Đúng rồi xanh kia size L. Chị rồi vàng của chị Phạm Phượng nè. 100 ngàn xem. Phạm Phượng nè. Vàng của chị Phạm Phượng 160 ngàn nè. Dạ xanh của chị Khanh Trần 160 ngàn nè. Xanh của chị Khanh Trần 160 ngàn nè. Vàng của chị Nguyễn Tâm nè. Vàng của chị Nguyễn Tâm 160 ngàn nè. Vàng của cô Nguyễn Tâm 160 nè con. Vàng của cô Nguyễn Tâm 160 nè. Dạ một dưới 72 ký nhưng mà nó phải là 1m55 trở lên nha mấy chị nha. À, mã này còn, mã này hết, để qua mẫu khác nha. Mã caro mấy chị ơi, mã caro size 12, 60-72 ký mấy chị coi vải to dạng nè. Chú giùm em mã caro 200. Mã caro 200 nha mấy chị nha, mã caro 200. Mã caro có size 12 và size 14. Dạ, cái đó chị Trang Nhơn có vừa đâu. Chị Trang Nhơn mấy cái 16 còn chưa vừa được mà con đó sao vừa được. Dạ lên cho mấy chị một con xanh két công sở tay dài. Lên cho mấy chị một con xanh két công sở và tay dài, phơm đầm đẹp không mấy chị? Ai phơm đầm này em nói mấy chị là mặt công sở hơi bị đẹp nha, con này 200. Chốt giùm em xanh két 200, con này size nhiêu? Con này size 14 là chị nào mà 75 ký mặt con này là hơi tao đỉnh luôn nè. Em nói với mấy chị là con này phơm đẹp lắm nha, phơm đẹp vô số kể luôn. 200 ngàn xanh két hàng Việt Nam xuất khẩu. Mà hàng này là hàng có thương hiệu của Denny and Nicole nha mấy chị. Đó, trời đất ơi. Đây ha mấy chị coi dây kéo nó cũng là dây kéo xịn nè. Rồi đây là tại vì do là xả kho thôi chứ cái đầm này ít nhất là phải 280. Ha cái đầm con xanh này nè. Cái con xanh kép này ít nhất là phải 280 con đầm này nha mấy chị. 280 con đầm này ha. À chị Trang Nhơn 70 ký, sao bữa có nên có khi lấy size 16 là cho ai? Cho ai chị Trang Nhơn, cho mẹ hả? Rồi em lên cho mấy chị một con đầm sơ mi. Nè tha hồ chốt nha,
Hôm nay tha hồ chốt sơ mi, ở sau lưng nó có cộng dây cột bụng nữa ha. Rồi tha hồ chốt sơ mi nha, để coi thử sơ mi size nhiêu ký nha quý vị. Quý vị đợi em nha. Nhưng mà kiếm gì vậy trọng đi. Mày mở cái cộng dây đi. Nó không kiếm size, nó dở cái đầm, mình nhìn từ dưới lên trên. Mày chúng thằng bệnh thiệt chứ. Thật ngủ quê có mấy cái. Đưa cộng dây, đưa cái thước dây. Rồi em đo đầm sơ mi nha, tại vì đầm sơ mi này em thấy nó đẹp quá trời luôn nha. Đợi đo đầm sơ mi. Cho mẹ. Dạ, xanh két của Thanh Tuyền nè, xanh két 200 của Thanh Tuyền. Hết vàng rồi chị. Để đó đi. Rồi nha, con đầm này là chị nào khoảng 75kg đến 95kg nha. Đầm này là 75 đến 95kg đầm sơ mi nè. Đầm sơ mi mấy chị mặc xong cột một cái cộng ngay eo ha. Đầm này bán cho mấy chị với giá là 180.000. Trời ơi, cái con đầm này mà em mặc lên em chụp hình một phát là không có hàng bán, em hứa với mấy chị luôn ha. Đầm sơ mi 75kg đến 95kg con đầm sơ mi này nha. Đó, đâu ra con cái quá. Trời má ơi, hồi tin má. Chị sẵn đi cho Trường Tuyến chưa? Đâu? Ở Kim Tuyến chứ. Chưa. Một bộ gì đang mặc. Ai? Ít lờ. Ít lờ. Anh Tư lấy bộ này sao ít XL cho biết luôn ha. Áo ngực không dây 42. Xuống lấy áo ngực không dây 42 luôn đi. Kiếm cái bao là 02 mà ghi ở ngoài số 42 nha. Trời má ơi, đầm sơ mi đẹp lắm nha mấy chị. Em nói mấy chị là đầm sơ mi là đẹp quằn quại như con cá dại luôn. Ngồi im đi, chút nữa em xả cho một lô áo trăm mấy, em xả cho 60. Dạ xả mấy cái hàng đó là mình không có làm gì với bạn nữa, cho nên mình sẽ xả hết. Dạ hôm nay lên con body cho mấy chị nè. Dạ em biết chắc chắn luôn là chị Dung Tô nè. Chị Dung Tô 108 nè. Em biết chắc chắn luôn, Dung Tô 108. Rồi chị kiếm đầm sơ mi cho Nhi nha. Lôi, lôi đại lên á. Đầm sơ mi của Nhi, trời, Nhi giờ chị mặc cái đầm này Nhi mê lắm luôn á. Nhi Nguyễn nè. Nhi Nguyễn 108 nè. Rồi. Rồi 42 của chị đó luôn nè con. Rồi 42 của chị đó với cái bộ đồ của Bác Tư đâu. Bộ đồ Bác Tư đang cầm đâu. Nguyễn 108. Đầm 108 từ từ chút em kiếm nữa nha. Chút em kiếm nữa ha. Rồi lên sau mấy chị chốt sau nha. Chị Tuyền Tròn với chị Thúy Nguyễn Thị chưa chốt nha. Tâm Lê cũng chưa chốt nha. Rồi hôm nay em lên cho mấy chị một con đầm body màu màu cà phê sữa nè. Con này mấy chị phải chốt nha. Tại vì con này mấy chị thấy vậy cái lên form. Lên form nó đẹp ngang ngửa với cái con dây xích được vừa rồi của em nha mấy chị. Em thông báo cho mấy chị biết vậy ha. Rồi 60 đến 75kg đầm body. Đầm body 180.000. Khung lai dông mà may 2 lớp. Vải co giãn 4 chiều, cô tông co giãn 4 chiều mà may 2 lớp nè mấy chị coi nè. Cái thằng hàng Việt Nam xuất khẩu nó may cái form đẹp lắm. Nó không có, cái thằng hàng tưởng mình nó không có nghĩa địa gì hết trơn á ha. Con này là hơi bị đẹp nha. Thông báo là con cà phê sữa body này là hơi bị đẹp. 60 đến 75kg ha. 60 đến 75kg cà phê sữa. Chưa chốt được chị, đợi tí xíu em kiếm thầm em chốt cho. Để yên cái đi mấy chị. Rồi còn lại mấy chị đi ha. Ai chốt đầm body cà phê sữa 108 chốt lên giúp giùm em nè. Đầm body cà phê sữa từ 65kg đến 65kg đến 77kg cho nó đẹp ha. 60kg thì hơi rộng ha. 60kg thì hơi rộng con này. Nói chung là con này là 70kg vừa nè. Con này không ít nè ha. Con này không ít. Đầm body này mà để mấy chị để em chụp lên một phát là ngất ngư con gà tây luôn. Dạ, à, tình yêu không lối thoát đâu nha mấy chị. Thông báo với mấy chị là tình yêu không lối thoát là con này ha. Không lối thoát là sự thật nha. Cà phê sữa. Ai chốt cà phê sữa chốt lên giúp giùm em cà phê sữa nha. Em lên cho mấy chị. Em lên cho mấy chị một cái con đầm màu nâu đất. Màu nâu ha. Màu gì, màu đỏ đô hay màu nâu đất gì đó. Đây, con này vải co giãn thực bì, con này 70kg. Con này size 65 đến 72kg nè. Rồi bán con đỏ đô này cho mấy chị 120. Bán con đỏ đô này cho mấy chị 120. Rồi lên cho mấy chị một con đầm vàng size 12 60 đến 70kg. Đầm vàng size 12 60 đến 70kg. Và em thông báo với chị là nguyên một cái lô hàng sale ngày hôm nay là em không có cho đổi trả nha. Đỏ đô của chị Huệ Nguyễn Thị 120 nè. 120 của Huệ Nguyễn Thị nè. Rồi đầm vàng còn nha. Đầm vàng size 12 60 đến 70kg.
size 12 60 đến 70 ký đầm vàng nè. Anh kiếm cái đầm vàng của chị Tâm em đổi size cho chị Tâm đi anh ơi. Đầm vàng của chị Tâm đã đua có một cái nè. Đầm vàng mở ra đổi cái này là tươi. Chốt giùm em đầm vàng 100 nhiều anh tư. 160.000 đầm vàng. Chốt lẹ đi nha. Đầm vàng của chị Tương Anh Võ nè. Đầm vàng 160.000 của Tương Anh Võ nè. Nhanh gấp với chị ơi, size 12 có con size 14 nè. Size 12 dưới 72 kg và size 14 dưới 73 74 kg ha. Đầm vàng 65 kg của chị Thanh Trần. Đầm em mặc phông rộng sẽ rất là đẹp nha. Size 14 của chị Thanh Trần nè. Rồi lên tiếp. Hồi nãy ai kêu em kiếm cái đầm két. Đầm két size số 8 nè. Đầm két size đúng 60 kg nè. Chế nào chốt cái đầm két 200 ngàn size 60 kg thì chốt đi ha. Size này là size số 8 nè. Size này size số 8 nè. Vàng của Thanh Tuyền 106 nè. 106 vàng của Thanh Tuyền nè. Thanh két lấy cho em nó một giấy tiền. Thanh két. Thanh Tuyền. Thanh két size 14 nè. Thanh két size 14 là 75 kg nè. Mà em nói thiệt mấy chị, con thanh két này cái vải nó êm cực kỳ. Thanh két này vải êm lắm, size 14 nè. Size 14 thanh két nè. 14 không nha mấy chị nha. 14 két không ha. Ai chốt két chốt giùm em két nha. Size số 8 nè. Lừa em mẫu như đầm vàng, đợi em coi à chị. Vàng 87 kg không có. Vàng 87 kg không có mấy chị. Đây. Đây, đây em bí hành nó vừa không đây. Rồi lên cho mấy chị một cái con đầm đắp chéo cổ size 12 là dưới 72 kg ha. Size 12 dưới 72 kg đầm này 200. Đầm này em nói mấy chị khó giống như lên trời tìm sao á mấy chị, xinh lắm. Đầm này 200 nè. Trời ơi chế nào chốt chút lẻ cái form này đi nha. Size 12 chị Hiệp Huỳnh Dừa nè 200. Chị Hiệp Huỳnh Dừa nè, chị Song Anh Dừa nè. Đó em đọc một mớ chị Dừa nha, 200 đầm hoa. 200 đầm hoa đắp chéo cổ. Đầm hoa đắp chiếu cổ 200. 200 đầm hoa đắp chiếu cổ nha. 200 khét nước với 200. 200 có ai đặt nước cho uống không? 200. Uống gì? Uống nước 200. Đầm 200 của chị Tiên Dung nè. Uống gì đó? Dạ không, đợi chút nữa cái nào em kêu. 200 của chị Tiên Dung, trà đá. Lên cho mấy chị một con đầm bán luôn 120 luôn, size 14 dưới 75 76, dưới 75 77 76 kg nha. Chốt giùm em là chốt giúp giùm em là xanh két. Chưa bán hai ly trà đá chứ ổng tính tiền bình thường đi. Hôm qua ai đưa cái ly sabo anh bển là về dư vậy? Vậy thôi giờ khỏi kêu nước đi. Có nào cũng bỏ nước tốn tiền, khỏi kêu nước đi. Thôi bớt anh đi. Dạ bán cái đầm này dưới 75 77 kg. Dưới 75 77 kg bán mấy chị 120 được không đó? 120 là bán giùm kho nha mấy chị nha. Chốt giùm em là nhìn cái cài cương xỉu. Đầm 120 màu xanh của chị Đoàn My nè. Lưu ý nha, hàng ngày hôm nay bán là không có đổi trả nha. Dạ còn mấy má xuống mà kiểm tra hàng mà không lấy mà cái kiểu trả trực tiếp 20-30 thì khỏi mua luôn cũng được. Em dễ chịu lắm nha. Dễ chịu lắm. Cho kiểm tra hàng là có thử có đúng cái hàng có bị lừa đảo không? Thì cho kiểm tra hàng mấy chị trả 20-30 ngàn ship và ship đó. Tiền ship đó em cho mấy anh shipper rồi cuối cùng cục hàng về dội về 70-80 ngàn em chịu nhịn mẹ luôn. Nhịn khỏi mặt. Em dễ chịu lắm, nhịn khỏi mặt. Ta kêu là hàng bên ta cho đổi trả rồi mà cứ kiểm tra. Mấy chị cầm cái đồ mấy chị chưa mặc vô mấy chị biết vừa hay không vừa. Quang như đúng rồi. Size 12. Dạ em thông báo là bãi đẹp vô số kể nha, đầm 200 nè. Hồi nãy nó có caro nhỏ đúng không? Thì đây là caro xanh. Ngồi đẹp không mấy chị? Size 12 dưới 72 kg nè. Rồi chị Song Anh chị không ghiền form này hả chị? Chứ chị giờ chị cầm cái vải này lên chị suy sụp xỉu luôn. Chốt giùm em caro xanh size 12 200. Thì cầm cái vải này lên suy sụp xỉu luôn. Size 16 nè, size 16 có 1 con nè. Size 16 đầm caro vàng có 1 con nè. Size 16 200 có 1 con nè. Size 16 này còn cỡ 80 kg nha. Size 16 này còn cỡ 80 kg nha, chốt giùm em caro vàng 200. Caro vàng mấy chị thấy cái chỗ chiếu chiếu ngay bụng không? Caro vàng 200. Caro vàng 200 size 16. Nó có một cái à chị Thúy Hồ, chị Thảo Hồ. Caro vàng 200 size 16 là còn cỡ 80 kg vừa. Chốt giùm em caro vàng. Lên cho mấy chị một con maxi. Để em coi thử chị.
lên cho mấy chị chút nữa cái bao đầm kia em gửi ra có size con chị Tâm nhiều lắm nha. Lên cho mấy chị một con đầm trắng maxi nè, eo 160 thì có nhiều nó cho hết nhiều. Trời ơi, có con đầm trắng maxi đi biển nè, 160 ngàn. Dạ con này size nhiêu em cũng chưa biết nữa. Con này size là từ 70 đến 80 kg đầm trắng 160. Kerosan size 12 của chị Nguyễn Minh Hiếu. Trời ơi chị Hiếu về, chị Hiếu cầm con vải đầm 200 này lên, chị Hiếu mê nha. 200 của Nguyễn Minh Hiếu nè. Đầm caro vàng của Y Bắc Xùi Lây 200 nè. Y Bắc Xùi Lây 200 nè. Rồi đầm trắng 160 của chị Đăng Nguyên nè. Đầm trắng 160 của chị Đăng Nguyên nè. 160 không? 160 của cô Đăng Nguyên. 160 của cô Đăng Nguyên nè. Trung mánh. Cô Đăng Nguyên trúng mánh. Cái đầm có 3 sợi dây ạ. Tưởng đâu cái gì trúng mánh chén thiệt chứ. Size 12. Rồi bán cho con đầm tím là size 12 nè. Bán cho mấy chị một con đầm tím size 12 con dài nha, con công chúa. Ha. Rồi bán 100 ngàn đầm này size 12 dưới 72 kg. Chị Song Anh có ơn thì hốt nha. Đầm hoa ly ti tím ha. Đầm hoa ly ti tím size 12 bán cho 100 ngàn. Bán cho 100 ngàn đầm hoa ly ti tím size 12. Đầm hoa ly ti tím size 12. Lên cho mấy chị hồi nãy caro xanh đúng không? Còn ở đây là caro nâu nè. Dạ caro nâu size 12 là dưới 72 kg nè. Caro nâu size 12 dưới 72 kg. Con này vải đẹp lắm. Con này vải đẹp vô số kể luôn mấy chị ơi. Hoa size 12 là khoảng cỡ 70 kg thôi nha chị Thùy Dung. Coi Thùy Dung 100 ngàn nè. Hàng này là nhớ ngày hôm nay em xả kho là em không có cho đổi trả đâu ha. Con này size 18 quy nè. Con này chị nào đầm hoa ly ti 68 kg vừa mà khách lấy rồi chị Huyền Hòn ơi. Đây nè mấy chị, đầm hoa nổi nha. Rồi bán con này cho mấy chị 160. 160 ngàn đầm này size 90 kg. Mấy chị mà có mẹ là khoảng cỡ từ 76-77 kg đến 90 kg hốt con này cho mẹ nha. 160 ngàn đầm mẹ. 160 ngàn đầm mẹ. Ai chốt đầm mẹ chốt giùm em đầm mẹ. Con này cái này con chị Tâm vừa nè. Cái này con chị Tâm vừa nè. 200 ngàn không nha. Con bán 180 đi. 180 ngàn đầm này 60-68 kg. 60-68 kg đầm body ren. Body ren 180 ngàn. Body ren 60-68 kg. Body ren 180 ngàn. 180 ngàn body ren nha. 180 ngàn body ren. 180 ngàn. Đây là cũng là đầm mẹ nè mấy chị ơi. Đầm mẹ ha. Đầm mẹ chị nào mà size mà 90-90. Nói chung là từ 80 kg, từ 77 kg, 80-90 kg là hốt con đầm này 160 cho mẹ ha. Hốt cái con đầm này 160 cho mẹ ha. Rồi đầm vàng con nè. Hồi nãy ai sốt đầm vàng? Hồi nãy ai chưa có đầm vàng size 14 chốt giùm em đầm vàng size 14. Trời đẹp quá trời luôn. Cái form không với cái vải không cũng đẹp nè. Là dưới con cỡ 73-74 kg nha. Dưới 73-74 kg cho nó đẹp. Con này lại không có cọng dây. Con này đẹp mà lại không có cọng dây nè. Ờ tại vì kho nó còn nhiêu là em hết. Cái trên số 10 là em hốt hết đó chị ha. Trên số 10 là em hốt hết. Rồi đầm này sơ mi size L nè. Sơ mi caro size L. Thôi nha chị cho mẹ 160 nè. 160 của Trang Nhơ. Body ren mua giùm 180 của chế Thảo Châu. Body ren 180 của chị Thảo Châu. Thảo Châu còn bill luôn. 180 của chị Thảo Châu. Có uống được không anh? Có cái gì em dọc chùa. Bóng đồng. Làm đi trà đá là bóng đồng. Thương lắm. Ông này nằm xuống dưới con mũi thầy nậu. Mũi cao. 250 chở đi. Cô uống tóc còn anh đâu rồi? Em có con đầm sơ mi caro là bán 180 nè. Mỗi tội không có cọng dây nha. Nhưng mà em nói với mấy chị là form này đẹp dữ dàng lắm. Chế nào khoảng cỡ 72-73 kg. Chế nào mà khoảng cỡ dưới 72-73 kg hút con đầm sơ mi này cho em. Chị Song Anh ơi, 180 ngàn đầm sơ mi. 180 ngàn đồng sơ mi dưới 72-73 kg.
Nhưng mà con này vải lụa rất là đẹp nha. Thông báo vải lụa cực kỳ đẹp. Caro xanh vẫn còn. Caro xanh size số 10 nè. Cái đầm sơ mi của chị Mai Khang nè. Đầm sơ mi của chị Mai Khang. Mai Khang 180 ngàn. Đầm caro này con chị Tâm vừa nè 200. Ở đây con chị Tâm vừa. Vải đẹp lắm chị Tâm. Đó bé lùng mai nó đòi xuống cô uống tóc phần anh kìa. Chị Nguyễn Tâm đầm này 200 nè con. 200. Nó đi kiếm cô uống tóc Hoàng Anh từ sáng giờ đó. Đầm này size 60 đến 69 kg. Đầm vàng size 14.6. Vải hơi bị đẹp nha. Form hơi bị đẹp nha. Hồi là làm ơn chốt đừng có xả giùm con cá nha má ốc tiêu nha. Làm ơn chốt thì xả cái tao ngắt đầu vốn mày chùi lũi luôn á. Hàng này là coi như 250, 280, 300 là giờ bán giá đó. Đó. Có gì mình chơi hết đi mấy chị. Hôm nay like like đầm mỗi nách luôn á. Mới xả có một bao à. Có tư mua tôi ăn nè. Bây giờ nó có cơm ăn nó rồi đó. Đây là gu của con ốc tiêu nè. Dạ thông báo với quý vị là đây là gu của con ốc tiêu nha. Rồi bán luôn 180. Nhưng mà con này size lớn. Con này size phải 90 kg nha. Con đầm này size phải 90 kg. 90-95 kg con đầm này nè. 90 và 95 kg đầm này. Nhi Nguyên mặt đầm này cũng đẹp nè. Size này là size 90-95 kg 180 nè. Đầm này chị nào mà size lớn mặt hơi bị cưng nha. Quyến rũ nhẹ nhàng phong thái là tè le hột me ha. Đó chị nào chốt đầm hồng 180 chốt giùm em. Size này là size khoảng cỡ từ 90 kg đến 98 kg ha. 90-98 kg nha mấy chị. Em trai vậy 180 của Nang Nguyễn nè. 180 của Nang Nguyễn bé đẹp. Bé mù nậu mà cho bé đẹp. Đầm xanh két này nãy giờ có size 14 là lớn nhất rồi mấy chị 200. Nhưng mà em nói thiệt với mấy chị, con đầm này là thần thái là hơi bị đỉnh luôn. Con đầm này ai chốt. Lấy đầm vàng của ốc tiêu 160 nè. Đầm vàng của ốc tiêu 160. Đầm này là size 14 nè mấy chị. Form dáng đồ đẹp lắm. Nhưng mà mỗi tội nó size dưới 75 kg thôi. Xanh két. Xanh két nha quý vị nha. Xanh két. Quý vị nào chốt xanh két chốt lên giùm em xanh kẹt ha. Xanh kẹt. Rồi lên cho mấy chị một cái con hồi nãy con gì à, con này size số 10 nè. Nãy con chị xong anh lấy hả ta. Để ai lấy đầm này ta. Ai lấy con đầm 200 này size số 10 nè. Size số 10 là size nhỏ rồi nha. Ai lấy con đầm 200 size số 10 là size 60 nè. 60-68-69 kg. Ai chốt đầm maxi vậy? Chị Song Anh nè. Rồi Song Anh đầm hoa maxi nè. 200 của chị Song Anh. 200 của chị Song Anh nè. 200 xanh kép mua cho hả chị? Xanh kép mua cho nè chị Trang Mai phải không? 200 của chị Trang Mai nè. Rồi con phô này đẹp lắm chị. Con phô này đẹp dữ chứ ăn lắm nha. Xanh kép. Dạ, xanh nào có huyền hòn ơi. Xanh nào huyền hòn, xanh kép này hả? 200 của tôi của ai? Trang Mai. Rồi Trang Mai chọn ngón tay đây. Đừng có khen người ta, đừng thấy người ta đẹp khen rồi hồi xin con. Xin con cá voi lùng nó quýnh đó. Dạ đầm này 130 nè quý vị ơi. Chốt giùm em là xanh nhớt nha. Rồi xanh nhớt size 14B dưới 76-77 kg 130. Trên vải cũng co giãn mà dưới cho body cũng co giãn nha. Chốt giùm em xanh nhớt 130. Trời con này là bán giùm kho thôi á. Chứ bình thường tụi em lấy sỉ là nãy giá nó đã 200 rồi nha. Bình thường tụi em lấy sỉ là giá đã 200 rồi. Lưu ý giúp em. Chốt giùm em xanh nhớt dưới 77 kg size 14B. Ha hiểu. Xanh kép của chị Phạm Hoa nè. Xanh kép của chị Phạm Hoa. Xanh kép của chị Phạm Hoa. À, 200 con. Hồi nãy có ai chị con này lên form một phát là em nói mấy chị là xanh kép của bé Đặng Hạnh 200 nè Huyền Hồng. Xanh kép của Đặng Hạnh 200 lộn. Xanh nhớt nha. Xanh nhớt size 14 em là xanh nhớt size 14 nha. Xanh nhớt size 14 bán cho mấy chị với giá là 130 ngàn. Đầm này 280 nè. Đầm này có size hồi nãy nè, con đầm này hồi nãy chị nào hỏi có là có size 60-68-69 kg nè. Đầm này là 280. Mấy chị coi form đầm body này giùm em nha. Form đầm body ha. 280 size 60-68 kg ha. 60-68 kg đầm 280. Đầm này không có sale.
hôm nay không có sale nha quý vị ơi, không có sale. Rồi em vô app lại một cái, app hết đọc tin nhắn được rồi. Em có đọc số ký hết cho mấy chị nha. Cài xong cũng bỏ à, thôi tặng cho em làm kỷ niệm. Chị ngửi cho tỉnh nha, ngửi cho tỉnh giúp em nha. Rồi quỷ đồ yêu à, em tính sinh con gái mà chị nói bé luôn quánh làm không ăn sinh đi chị. Sinh gái đi, sinh gái nó dịu dàng lắm. Cho con gái. Gì? Chị nói cho con gái mà. Không có đâu, em xin nó còn chưa cho nó cho mượn á. Bữa em cũng với nhe với nhảnh em mua hai cái tay thỏ gì, cuối cùng đô la nó cắn nát mẹ. Xin cái nè, 6-8-4 Hoàng Huyền chứ. Hoàng Huyền lấy rồi mà, Huyền Hoàng lấy rồi mà. Huyền hả? Lại có rồi nè, có 900 ngàn nè. Ờ, có 100 ngàn nè. Mới lấy 200 rồi đó, lấy rồi. Lấy rồi thì phải đặt 100 ngàn, cái 100 giờ 200 nữa. Bà không bỏ bà làm cái gì hết trời. Bà không bỏ bà đang vũ vỉ bùa tôi hả trời. Nè con 280 nãy khách trên lộn nè, size 14 nè. Nè mấy chị coi ở trước nè, nó làm ở trước đề bo, mấy chị làm coi bên hông nè. Bên hông nó phối ren nè. Bà không bỏ bà chốt cái gì mà bà làm chữ gì linh tinh lên trời. Làm body nè. Con chịu. Em là dừa nha, em là dừa nha, 70 đến 80 ký con này nha. Con này 280. Khỏe bữa giờ rồi chị, không phải khỏe mà bán vẫn được nhưng mà like không có nổi buổi sáng chị. Ừ em giờ hết số quách rồi. Cái kiểu em giờ hột xì dầu Obelac rồi chị. Nè size số 10 nè mấy chị, 60 đến 68 ký nè. Cũng 280 ha. 280 trước giùm em là đầm đầm đen ho quen. Size 12 nè, dưới 72 kg nè. Size 12 dưới 72 kg nè. Size số 10 nè. Rồi đầm cho mẹ vẫn còn nha. Đầm cho mẹ vẫn còn. Đầm body của chị Trân Anh Boss nè. Con này đẹp lắm nha chị Trân Anh Boss. 280 ngàn nè. Đầm cho mẹ 160 vẫn còn nha mấy chị. Đầm cho mẹ 160 vẫn còn ha. 160 đầm cho mẹ vẫn còn. Chị xong bữa nay tặng em để em đeo khi con mà. Có mua đọc tin nhắn không? Mệt quá rồi, ai cũng tính vậy. Mai con đi mua cái gì chuột cái đi luôn. Ê, có con đầm lát chút 160 nè. Thằng trăng trăng tròn 8-77 kg đến 100 kg đầm lát chút 160 ai. Ôi ôi con đầm này mà mặc nhà là em nói với chị là trời xinh lắm luôn. Đó, mình không có mặc mà suốt ngày mình mặc cái con cái voi với mình cầm cái đầm mình đi vòng vòng ngoài đường là người ta cho tiền mình là khỏi dùng mấy chị. Khỏi đi làm. Nha. Đầm lá trúc này là size 75 kg đến 100 kg nha Đòn My. 160 của Đòn My. À, bác Tư đi mua xôi đi bác Tư. Cái không nó xỉu nó ăn sáng được gọi cuốn tới giờ á. Chán nè em. Em Sài Gòn. Em ăn xôi gà không bỏ gì hết, bỏ nước tương nha mấy tương. Thì không ăn gà hả? Bỏ nó gà với trứng cút với nước tương, bỏ ba món đó cho nó thôi cho nó nghe ngược lắm. Rồi đầm cam đất nè, đầm body cam đất. Đầm body cam đất nha, đầm body cam đất size 14 là dưới 75 kg ha. Đó, đầm lá trúc có 1 cái à chị. Một cái trong cuộc đời, chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất thôi nha. Đầm body còn nè. Đầm body còn nè. Nãy nãy ăn tô cơm rồi. Rồi đây, đầm này đầm 200 nè. Đầm caro nè. Kéo tiếp bao đây đi. Trước khi lên bao đó, lên bao đây à chị. Rồi, tay lờ đi. Mua đó bày. Gì? Rồi cắt bao này đổi ra tiếp đi. Loại đồng, loại đồng này mỏi nách quá. Không có gì đâu chị. Đây nè, ngày hôm nay về bộ này nè nha chị nha. Hôm nay về bộ đen viền trắng sắc nách ha. Hôm nay về cho mấy chị bộ đen viền trắng sắc nách. Đen viền trắng
250.000 nha mấy chị nha, vải rất là đẹp, độ kho giãn rất là đỉnh ha. Còn mất rồi. Rồi đây kèm với lại chân váy quần. Kèm với lại chân váy quần bộ này ha. Kèm với lại váy quần rất là có cái vòng cung này mấy chị ha. Bộ này em có size 60 đến 100 kg. Bộ này em có size 60 đến 100 kg. Chốt giùm em là bộ đen viền trắng. Bộ đen viền trắng kèm chân váy quần. Bộ đen viền trắng kèm chân váy quần nha mấy chị nha. Bộ này là mấy chị chưa thấy giá lên mặt, chứ thấy cái giá mặt lên là coi như là hơi bị thích. Tại vì cái bộ này em lấy cái mẫu gì em quên rồi, nhưng mà rất là sang nha. Bộ này mẫu lên cực kỳ sang ha. Chị nào chốt bộ đen này chốt lên giùm em. Bộ đen này có size 60 đến 100 kg. Đen này có size 60 đến 100 kg nha mấy chị. Rồi đưa tiếp bộ trong mấy chị ơi. Bộ đen viền trắng size L của Huyền Hòn. Huyền Hòn sao là bộ này vải đẹp lắm Huyền. Bộ này vải đẹp mà về mặc lên thử cái dáng đi, cái dáng hơi bị cưng. 250.000 của Huyền Hòn. Cái này về mấy bao vậy? Hai bao lần hả? Hồi nãy ai chốt đầm tím 100.000 bị hụt ha.
có hai con nè, có hai con đầm tím 100.000 nè. Con này size số 10, con này size số 10 đây, đầm tím. Mấy chị về coi gần cái form đầm tím đi nha, mấy chị về coi gần cái form đầm tím cho em nha ha, coi gấp và coi gần cái form đầm tím giúp cho em nha mấy chị nha. Đầm tím size số 10, 60-67-68 ký bán 100.000. Đầm tím form dài nha, ở dưới là gài nút nha mấy chị, ở dưới là gài nút ha. Rồi cái này là đầm tím size 12 nè, đầm tím size 12 nè, 100.000. Ở dưới là form sơ mi mấy chị thấy không, ở dưới là form sơ mi nè. Bài nội che nó, mấy chị đừng có xin nữa nha, xin nữa nó tụt lút nó dễ mất lắm nha. Đầm tím 100.000, ai chốt đầm tím 100.000 chốt giùm em lên con đầm 160 nè, lên con đầm 160 cam đất dình lộn nè. Xả tím size 12 của Trương Thị Hường, hàng này là không có đổi trả nha, hàng này là thông báo là hàng sale này là không có cho đổi trả nha. Size 12 của chị Trương Thị Hường nè, size 12 của chị Trương Thị Hường 100.000 nè. Chị thấy em không? Dạ thấy. Size 14 cam đất 160, hồi nãy giờ có màu vàng đúng không? Hồi nãy có màu vàng với màu gì ta quên rồi, giờ có cam đất nè, cam đất 14 size 60 đến 72 kg nè, chốt giùm em cam đất 160.000, cam đất 160.000, cam đất. Cô thử sinh vỏ là gì, sửa lại không đồng chưa vậy? Hình như sửa rồi, trả lời cô trinh vỏ nè. Lọt vô đây con đầm đi tiệc mà có 200 nè mấy chị, lọt vô đây con đầm đi tiệc có 200 nè. Con chống nước Hồng Phúc là cái con này là bị bó chứ bó giò nha, con này bó không được đâu. Con này của chị Thanh Thanh 160 nè, con thử Thanh Thanh phải Thanh Thảo Quảng Ngãi không? Rồi lên cho mấy chị nè, một con đầm body nè chị Thảo ơi. Trời ơi nó lọt vô đây con đầm 200.000 nè, con thử sai thử. Sai 14 dưới 75 kg, trời ơi chế nào 14, chế nào 14 75 kg hút con đầm này để dành đi tiệc giúp em. Làm ơn hút con đầm này để dành đi tiệc giúp em. Lẹ và gấp và mau. Đó, lẹ và gấp và mau lên nha. Một con sai 14, hai con sai 14 nha. Làm ơn chốt hai con đầm đi tiệc sai 14 là 300-350 này đi, có 200.000 thôi. Đây, sai 14 chốt lẹ lên. Trời đất quỷ thần ơi, con đầm body đi tiệc nè, size 14, 75, 77 kg nè, chết không? 200.000 đầm đi tiệc size 14. Lên cho mấy chị một cái con cam đất phun la dông. Lên cho mấy chị một cái con cam đất phun la dông nha. Con này size bự lắm nha, con này size bự lắm luôn á ha. Đây, con này là size khoảng cỡ, con này 150.000 nè. Con này size là size 75 kg đến 100 kg cũng vừa ha. Chốt giùm em cam đất, con này mặc thun lai dông mấy chị, mặc mùa này đã lắm. Đầm đi tiệc của Lan Phạm Ngọc 200 nè, 200 của Lan Phạm Ngọc, bỏ vô tiền ơi, 200 của Lan Phạm Ngọc, Lan Phạm Ngọc 200. Chốt giùm em đầm cam sữa, đầm cam sữa là size 75, 80, 75 kg đến 100 kg đầm cam sữa. Đầm đi tiệc nó đẹp cực kỳ, nói gần gần thôi cho nó vuông là đầm đi tiệc nó đẹp cực kỳ. Đầm đi tiệc nó, đầm đi tiệc nó đẹp dịu dàng lắm nha mấy chị. Lòng dọn vô nghe không? Đúng quá không? Không chụp biểu quân cho ta chạy cắn lòng. Tránh ra. Đầm đó Lan Phạm Ngọc về mà cái form hơi bị mê. Form mê là sự thật ha. Người tiệc phản ánh không? Tôi thấy tôi còn gốm nữa, người ta đợi người ta phản ánh chắc ta chạy phát dép luôn. Cái đầm này hồi bữa về Phú Yên em có một con nè. Hồi bữa đó ở về Phú Yên em có một con nè, 200, con này không có sale nha. Hồi bữa về Phú Yên em mặc con này nè. Đó, bữa về Phú Yên đi biển đi bè em mặc con này nè mấy chị. Con này là size khoảng cỡ từ 80kg đến 98-100kg nè. Chốt giùm em con maxi xanh 200, 200 con maxi xanh. Cam đất của chị Mai Khang, cam đất 150 của chị Mai Khang, cam này của chị Mai Khang nè, Mai Khang. Ủa chị lấy cam đất từ từ nha. Cam, chị lấy cam đất phong dài maxi phải không chị Mai Khang? Đợi chút chị Mai Khang trả lời ship đi rồi. Đợi chút chị Mai Khang trả lời rồi mình sẽ. Ráng từ từ mà đợi chị đi. Cuốn cuốn cái tóc cuốn. Vậy
thì nó không phải mơ tín cái bài nào mẹ với cái đầm này sai 16 là em giấu mẹ nó rồi. Đúng chi người con. Đúng rồi đó. Trời nhiều lúc tức ghê mấy chị con đầm 200 này. Mà nó sai 12 tức ghê không mấy chị? Đầm đuôi cá. Trời ơi đầm dày 200. Thì con đầm này là sai 16 là nãy giờ em không dơ lên luôn á. Sai 12 nè. Dưới 73 74 kg nè. Trời ơi đẹp không mấy chị? Trời ơi đuôi cá nè. Chị mấy khen chú không? Ừ, chúng rồi. Rồi thì Dung mà cứ chọn tay kia coi thì Dung nào mới luôn. Để bữa tư mày gửi chụp lum la mấy chị Dung nè. Thăm cánh sen. Dạ không chị Châu ơi. Không chị Châu ơi. Chốt giúp giùm em đi mấy chị ơi. Chốt giúp giùm em nha. Chốt giúp giùm em nha mấy chị nha. Chốt giúp giùm em ha. Rồi con này đẹp quá Nhung Lâm ơi. Xanh 200 của Nhung Lâm nè. Con này đẹp quá trời. Hồi nãy chị nào chốt đầm maxi trắng mà chốt hụt đâu rồi? Chị nào hồi nãy chốt đầm maxi trắng mà chốt hụt đâu rồi? Thông báo ai chốt đầm maxi trắng mà chốt hụt. 70 đến 82, 83 kg. Trời ơi con maxi này ai chốt 160 maxi trắng. Bây giờ nãy mày để của chị Đăng Nguyên cộng dây và dây đâu trẻ lại. Mày lấy của chị Đăng Nguyên ra. Nghĩ sao vậy? Không thấy chị, không thấy chị hỏi. Đầm kim tuyến size 14-200 á chị, hàng đang sale nha. Hàng đang sale, lấy ra. Của chị Đăng Nguyên không thấy, thấy là trả lời liền chị. Thấy là em trả lời liền. Chị hết may mắn không? Chị hết may mắn rồi. Một cái một size à. Có một cái, mỗi cái có một size à chị Khanh Trần ơi. Mỗi cái có một size à chứ. Mỗi mẫu có một cái thôi. Mỗi mẫu có một cái có một size à. Ít khi nào có nhiều lắm. Nếu mà cái nào có nhiều thì nó cái đó nó có nhiều nha. Còn cái nào nó không có nhiều thì nó sẽ không có nhiều nha mấy chị. Cái bì đá hổng giờ con treo đâu rồi. Mà giờ con quăng lắm vậy. Giờ có cái cây đâu mà treo à. Đầm cam sữa cách mấy rồi chị Ngọc Hòa? Đầm cam sữa cách mấy rồi? Rồi đầm maxi này nè. Đầm maxi vẫn còn nha. Đầm maxi này size 14. Đầm maxi này size 14 là dưới 75, 76, 77 kg nè. Maxi size 14 nè mấy chị. Maxi size 14 200. Chế nào chốt con này là bao ghiền nha mấy chị ha. Bao ghiền. Con này vải đẹp, màu đẹp, nói chung là form đẹp ha. Mà mỗi tội là size 14. Rồi lên cho mấy chị một cái con đầm cánh sen. Con này đi biển là khoái khoái chị nước miếng luôn. Con này size 12. Con này chị Song Anh có chốt thì chốt lẹ nha. Con này 200. Con này size 12 nha mấy chị. Trời ơi đẹp không? Ở giữa có chung bụng nè. Trời ơi size 12. Chị đầu dưới 72 kg. Chốt con đầm maxi đi biển giùm em. Chốt giùm em maxi đi biển cánh xe. Hồi nãy ai chưa chốt? Chị Tâm Lê phải không? Hồi nãy ai chưa chốt kịp con đầm sơ mi là chị Tâm Lê. Phải chị Tâm Lê không vậy? Phải Tâm Lê. Còn cộng dây đâu rồi đây? Sau lưng á. Rồi chị Tâm Lê nè. Chị Tâm Lê. Đầm 200 maxi hả chị Mai Khang? Hay là đầm màu nhẹ nhẹ? Ghi Tâm Lê nha. Ghi Tâm Lê đi. Rồi đầm 200 chị Mai Khen lấy đầm nào? À, chị Song Anh lấy cánh sen là chị Mai Khen lấy cái đầm 14 phải không? 200 của Song Anh nè. Tâm Lê không có dấu. Chủ Tam là không có dấu nha. Nhiều. 180 ngàn. Song Anh 200 hả chị? Đúng rồi. Song Anh 200. Dạ lấy đầm này cho chị Mai Khen đúng không? Lấy đầm cụ đắp chéo công chúa này cho chị Mai Khen đúng không? Đúng không chị Mai Khang? Mai Khang 200. Mai Khang 200 nè. Hoa li ti size 12. Hoa li ti size 12. Nghe nè chị Thúy Phan, cái gì mà chị không nói, chị cứ hỏi gì em không thấy chị nói gì luôn á. Chị Thúy Phan ơi, nói gì? Em đây nè chị ơi. Cam sữa quý vị ơi, cam sữa nha. Đây
cam sữa size dưới 72kg. Cam đất cho ai chưa chốt đầm cam đất chốt lên giúp giùm em đầm cam đất. Trời ơi má ơi, phơm với vải nó đẹp bà cố luôn. Ai chưa chốt đầm cam đất chốt lên giúp giùm em đầm cam đất. Đó. Giờ chị nói lên đi. Giờ chị nói lên đi chị, nói lên đi. Hả? À. Ê, đầm lá trúc nãy còn nha. Cam đất của ốc tiêu nè. Ốc tiêu 160 cam đất nè. Cam đất ốc tiêu. Nè đầm lá trúc hồi nãy mấy chị dành lộn còn nè. Đầm cam đất hồi nãy dành lộn còn. Hỏi đầm kim tím nó dài qua gối không mua cho mẹ dài qua gối chị. Đi đứng về đi thử cái đầm này cho chị đi. Chị ép vô người đi. Qua gối chị. Qua gối chốt với chị Thúy Phan coi thử sao như lên đây nè. 14. Rồi 14 chốt với Thúy Phan 200 nè. Thúy Phan 2, Thúy Phan Diễm Phan 200. Đầm lá trúc size bự lắm mấy chị Đăng Nguyên ơi. Đầm lá trúc hồi nãy giá nhiêu quên mất mẹ rồi. Đầm giá trúc là size bự nha chị Nguyên. Size bự được không? Size này nó tới là 75-77kg đến 100kg lần được không chị Nguyên? Đầm lá trúc được không? Được thì báo em nha, đầm này mặt mát không? Đầm ngô mới quăng dưới chân có size 16 không? Đầm này hả chị? Đầm len hả dao? Đầm len này hình như size 14 là lớn nhất rồi. Đi kiếm mấy con này được có size 16 không? Đi mấy con này nè. Đây 16 đúng không? Lá trúc của Đăng Nguyên hồi nãy giá nhiêu vậy? 18 hay 16 mua rồi? Hả? Đăng Nguyên là 16. Không, cái đầm lá trúc hồi nãy lấy khách á, trăm mấy chị Nguyên? Cho thôi tính 16 đi. Không, người đang lá trúc nhớ 16 tính cho chị Đăng Nguyên 16 đi. 16. Rồi đưa tiếp đầm đi qua đi ha. Em thích bán mấy cái hàng lộn xộn này nè. Không biết mấy chị có thích hàng lộn xộn mà chứ em thích mấy hàng lộn xộn này dữ dằn lắm. Ừ, thích dữ lắm mấy chị. Em có con đầm nâu nè. Đây mấy chị ơi, em có con đầm nâu nè, xinh không? Trời ơi. Con này là thun lưới, để vậy còn thun lưới nha. Con này là 200 nha mấy chị. Thứ nhất là đã đẹp rồi mà cũng còn phơm dài và thun lưới. Mà thun lưới em nói mấy chị mặc cỡ nào lên cũng đẹp hết ha. Con này là size khoảng cỡ 60 đến 75, 78. Nói chung là... Đến 14, 16. 16. Con này là size khoảng cỡ 60 đến 75kg nha mấy chị nha. Con này là size 70 đến... Dài qua gối. Lấy rồi chị. Dài qua gối. Con nâu này em nói với mấy chị là phơm đẹp mà vải đẹp lắm. Trương Thị Hường nè. Trương Thị Hường nâu 200 nè. Nâu 200 Trương Thị Hường nè. Nâu 200 Trương Thị Hường. Em có một con đầm cam đất size số 10, 60 đến 68kg. Size số 10, 60 đến 68kg nha. Cam đất 16. Thun lưới đó mặt mát giờ thích lắm. Đây em có con xanh coban size 14 nè. 60 đến 72kg. Nãy giờ ai chưa chốt xanh coban chốt giùm em đi. Con này là tới 75kg cũng vừa nhưng mà em trừ hao ngược xuống mấy chị nha. Xanh coban 16 không có. 16 không có đúng không? Ai chốt xanh coban chốt giùm em xanh coban ha. Bởi con ai chốt xanh coban chốt lên giúp giùm em xanh coban. Cái đầm này bỏ dưới ghế cho em, bỏ dưới bàn cho em, có khách đặt rồi á. Hôm nay em có một con dâm nè, bán mấy chị 250 nhưng mà mấy chị về á, mấy chị không ưng mấy chị cắt cái ở dưới chân á, tại vì chân nó bị hơi bị le ha. Nhưng mà nó có một con à. Rồi xanh ai chốt xanh vậy? Ai chốt xanh? Xanh của chị Hương Ngọc nè. Xanh của chị Hương Ngọc, hàng này là không có đổi trẻ gì hết nha, lưu ý nha. 160 ngàn. Nè em có một con dâm mà nãy giờ em quên nè. Anh Phước mới lấy ở cốp xe ra nè. Thì đi qua cái kho này coi thử có cái, em thấy nó treo mai năng canh á. Lộn này lại đi. Con dâm này mà chị nào chốt là hôm nay may mắn nè. Chị ơi cái đầm cam hổm em nói lấy 4 cái xẻ đó để lấy đầm lộn xộn này được không chị đỡ chứ. Em đừng có chốt mà em xẻ nó ốc xem chị bán gì chị mòn lắm. Chị không có phải dễ mà cũng không có khó, nhưng mà cứ tiêu nào cũng chốt xả. Em chốt là em chốt, còn em xả là em xả hết cho chị. Bây giờ mà tiêu nào mà em cũng chốt rồi xả rồi chốt xả chị không chịu đâu. Không chịu nha. Chị cũng có cho em dồn bill kiểu đó. Giờ bill em dồn, bill em cắt củ dồn được, mà em cứ dồn xong cái 1-2 ngày cái em xả 2 món, 1-2 ngày cái em đổi 2 món không. Làm biến bán lắm. Không chị. Nè có một con dâm nè, bán 260 ngàn. Mà mấy chị coi cái tay dâm này nha. Con dâm này chị nào ngày hôm nay chốt được thì dùng từ là chị đó may mắn nha.
Dạ em nói phát một gì đó. Nè 260 ngàn tay đẹp lắm mấy chị ơi. Tay vải cực kỳ đẹp nha. Tay vải đẹp cực kỳ. Ha. Chị nào chốt cái dâm này thì chốt hôm trước mua đầm xanh của anh mà kiểu cô Long Dương quá, phần dưới dạng đuôi cá. Không nhớ đâu chị, làm sao nhớ được giờ. Giờ dặn kiểu đó để dặn là không nhớ người rồi, còn dặn kiểu đó thì biết kiểu nào. Em thì tính em thì thích hàng lộn xộn nữa. Chế nào mà khoảng cỡ 60 ấy, chế nào khoảng cỡ từ 70kg đến 80kg làm ơn chốt con dùm này đi tiền giúp em. Ở dưới ống chân nó làm gì nè, dưới ống chân nó làm cái tùng hơi xòe nè mấy chị thấy không. Đó, không thích thì về mình cắt lên tới đây nha. Con dùm này là size 70 đến 80kg nha. Con dùm này là size 70 đến 80kg. Có một con duy nhất trong cuộc đời thôi, hàng này nó xúc hết trơn rồi. Hàng này em nói với mấy chị là nó xúc mẹ hết trơn rồi, nó không có còn ở đây đâu. Lên con đầm xanh sơ mi cho mấy chị nè. Lên con đầm xanh sơ mi 200 lần qua có bán nè. Ôi xin đâu mấy chị. Ôi nói nghe nè, chế nào mà khoảng cỡ 75kg hút con đầm này. Em nói thiệt với mấy chị là nè, đầm nút này mấy chị thấy không, sơ mi nè, size dưới 75-77kg hút con đầm này cho em 200. Đen 260 của chị Anh Trần nè. Con này là hàng hiếm nha chị Anh. Con này là hàng hiếm nha, 260 của chị Anh Trần. 260 là 260. Nè đầm đi tiệc size 14 vẫn còn nè. Đầm đi tiệc bán 200 ngàn nè mấy chị. Đầm đi tiệc size 14 dưới 75-76kg bán mấy chị 200 ngàn nè. Phơm đẹp lắm mấy chị. Em nói mấy chị là phơm đẹp vô cùng cổ quốc ta ơi luôn. Thứ hai chị gửi cho em, chị nói hồi chiều rồi. Đầm này 200 của chị Imadoki nè. Imadoki. Đừng có buồn chị, tại vì chị là buôn bán tính ra là so với hội big size là chị dễ chịu nhất rồi đó. Rồi đầm này size 60 đến 68kg chốt giùm em đầm xanh của anh. Đầm xanh của anh nha. Bộ yêu đang mặc còn nha Trúc Linh. Lấy một đầm đi tiệc của ống nước Hồng Phúc. Đầm 200 là đầm nào chị Huyền Nguyễn Thị? Là đầm đá ơi. Con này size tới 18 lận nha. Con này size tới con này size 18 nè. Con này nó ghi size 18 nhưng mà khoảng cỡ dưới 85kg thôi ha. Con này dưới 85kg. Ống nước Hồng Phúc nhiêu ký vậy? Xanh của ban này 60 đến 68kg thôi nha chị. Chị Tương Anh Võ. Tương Anh Võ 160 nè. 160 nè. Mất gì? Size 14 của chị ống nước Hồng Phúc nè, 200. Nhớ là hàng sale này không có cho đổi trẻ đâu nha mấy chị. Tân của bên không có size 16, từ đầu lai giờ chưa có size 16. Từ đầu lai giờ. Đầm đờ y sau lưng có 90kg chị Xuân Phương nhưng mà còn có dài con thôi. Còn có dài con thôi chị, nhưng mà em nói chị Xuân Phương mặc lên gọn đẹp. Chị vô trong phân bay em, tối qua em mặc chụp hình với lại đôi giày bạn em tặng. Đôi giày đen mà nó có rua rua trên cổ chân, nó đẹp cực kỳ. Dạ ok chị, đầm đi tiệc của chị phải không? Dạ chị Huyền Nguyễn Thị nè. Chị Huyền Nguyễn Thị đầm đi tiệc 71kg. Đầm này về giặt hai ba nước cho nó ra bớt kim tuyến nha mấy chị. Rồi 200 của Huyền Nguyễn Thị nè. 200 240 ngàn. Giá bao nhiêu đầm nội? Dạ 220 chị Xuân Phương ơi. 220 nha. Rồi đầm sơ mi nè. Đầm sơ mi 108. Đầm sơ mi 108 có cọng dây sau lưng nè nha mấy chị. Có cọng dây sau lưng nhưng mà để coi được con này size lớn hay nhỏ. Con này size không có lớn nha mấy chị. Con này là thông báo là size bé, size không có lớn. Size này khoảng cỡ dưới 75kg. Trời ơi, chế nào dưới 75kg chốt đầm sơ mi 108 đi. Nghe lời tôi một phát đi mấy chị. Vải đẹp mà phơm đẹp cực kỳ ha. Vải đẹp và phơm đẹp má ơi luôn. Giờ 90kg. Dạ chị có nói 90kg em lấy size cho chị. Chị không có còn biết size đâu nha. Sơ mi 108 của chị Anh Trần nè. Anh Trần sơ mi 108 nè. Nói phát là em lấy sai ra. Là tao nói như đinh đóng cột thôi. Mà cột một thì rớt đinh ra. Nói vậy đó. Cột một thì rớt đinh ra thôi. Sơ mi size lớn nè. Sơ mi này size là size 100kg nè. Trời hôm nay sao chị Tâm không lấy mấy con sơ mi này trời. Cái bì đen anh kia, 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 anh
Bộ em mặc có nhân nhi rô có size 60-100kg kìa, với chân váy quần vải nè chị. Vải đã lắm ha. Rồi rất là đã, bộ em đang mặc. Rồi lên cho mấy chị một con zoom nha. Chị nào mà size lớn là chốt con zoom này cho em nha. Zoom cổ đổ nè. Chế nào size lớn mới chốt được con zoom này, thông báo nha. Con zoom này là size, khoảng cỡ 85kg là đỉnh luôn. Chế nào mà size 85kg chốt con zoom này để đi tiệc. Ha. Sumi.bi trắng đen nãy giờ còn tới 100kg lần vậy. Con zoom này là size 85kg là bao đỉnh. 80-90kg chốt con, chốt cái con zoom này cho em để dành đi tiệc. 200.000. Xuất sắc không mấy chị? Em nói với mấy chị coi vải quần nè. Mấy chị coi vải quần nè. Không có một điểm trừ luôn. Không có một điểm trừ cho con zoom này luôn nha mấy chị. Thông báo cho mấy chị nhẹ nhẹ biết là không có một điểm trừ cho con zoom này. Ha. Thông báo không có một điểm trừ. Rồi đầm sơ mi này. Đầm sơ mi caro không có dây nha. 180.000. 180.000 đầm caro. Cái nào có dây thì em bỏ, còn cái nào không có không bỏ. Dưới 73, 74, 75kg. Con này form hơi bị đẹp. Dạ thông báo nhẹ nhẹ là con này, con caro, con sơ mi caro này là hơi bị đẹp ha. Chị Trần Quỳnh đầm dâm của Uống Tóc Hoàng Anh 200. Dâm của Uống Tóc Hoàng Anh. Cái view Uống Tóc Hoàng Anh để mai ti nó chở lùn đi làm tóc. Anh chở lùn đi làm tóc giao cho chị luôn. Rồi đầm sơ mi của chị Trần Quỳnh nè. Nhớ hồi bữa trước Trần Quỳnh này có chút đồ mình nè. Trần Quỳnh 180 nè. Thôi Trần Quỳnh nào con. Trần Quỳnh 180 nè. Khách lấy rồi chị Hiệp ơi. Rồi đầm caro dưới 75kg nha. 180.000 đầm caro. Chị nào chốt đầm caro chốt lên giúp giùm em đầm caro. Dạ đầm cam đất. Dạ hơi lâu dạ. Có cho địa chỉ đâu giao chị Trần Quỳnh. Cho địa chỉ không có số điện thoại chị Trần Quỳnh. Em có cho đây nè. Cho số điện thoại của ơi. Hồi bữa trước cho địa chỉ không cho số điện thoại, giờ cho số điện thoại không cho địa chỉ. Thì làm sao giao được? Đây, đầm caro của chị Hồng Khanh Nguyễn nè. Hôm nay về toàn đầm dài không. Hôm nay về toàn đầm dài rồi. Em có một cái con này size cam đất nha. Cam đất con này size 60-68kg nè. 60-68kg con này 160. Chốt giùm em đầm cam đất ha. Chú cho em đầm cam đất. Từ ngang. Trời má ơi. Định đi giấu mấy chị. Định đi giấu con đầm size 14 à, nhưng mà nó size 14. Tức ghê luôn. 200. Ôi chị Hồng Kinh Nguyễn chốt con này cũng được nè. 200 chốt giùm em đầm xếp ly. Đầm xếp ly size 14. Dưới 73, 74, 75kg. 200. Trời ơi đẹp quá. Lâu cái gì ạ? Đưa tiền cho em rồi. Ôi size 14 nè. Trời ơi đẹp quá à. Sếp ly của chị Hò, ống nước Hò Hồng Phúc nè. Ống nước Hồng Phúc size 14 nè. Lên cho mấy chị một con đầm vàng. Lên cho mấy chị một con đầm vàng size số 12 là 60-70kg đầm vàng. Chị nào chốt đầm vàng 160 chốt giùm em đầm vàng 160 vải đẹp lắm nha. Đầm vàng 160 200. Cho đu dây không có điện. Em mới xả bill chị á. Đó vàng của chị Hồng Thanh Nguyễn 160 nè. 160 của chị Hồng Thanh Nguyễn nè. Đầm xếp ly khách lấy rồi chị. Đầm này nãy ti nó nhỏ đúng không? Đúng chưa? Xin lỗi với anh nữa nha. Nó không có nhỏ đâu. Mà nó bé bé tí thôi. Có phải thử em nói thấy cái đĩa không đúng không? Đi đi con kia. Chưa không? Chưa. Bỏ anh kia thử. Giữ đường nó từ từ chứ sao. Lên xếp đầm mắc si nha. Cái nó động đó. Lai nó động. Trời chứ kia gì. Cái chị gì hình nền vàng chị Hồng Điệp, chị gì mà hay mua hàng ta? Chị gì mà hình nền vàng mà ở thành phố đó. Cô giáo à? Hồng gì quên rồi. Hồng Thắm. À Hồng Thắm á.
ba số chín rồi. Đúng rồi, Hồng Thắm. Hồng Thắm lấy cái đầm dưới kia nãy anh Tư quăng vô 200. Đây đúng không? Đúng rồi. Hồng Hồng Thắm Thắm 200. Mới ngày nào em chả biết cái chi chi. Nhi đã thấy cái đầm rồi kìa. Trả cái đầm cho cô Nhi đi. Thôi là cô mang không vừa thôi. Đầm này sao cô mang vừa được? Hôm nay phải 60-65 ký sao mang vừa được nè. Chị coi nó mấy form đẹp không? Hồng Thắm để con chị nó làm cái cúc ngực nè, ra cái đường thép nè, chị ló cái khe đẹp cực kỳ. Tốt sáng không? 200 đi qua. Hồng Thắm có giống. Mới ngày nào em chả biết maxi. Mới ngày nào em chả biết cái ở sau lưng với lưng thun ở trước có đá nha. Ha, con này size nhỏ thôi. Con này size còn cỡ dưới 72 ký. Chốt giùm em maxi bán cho mấy chị 180 nè. Maxi 180 dưới 72 ký. Này Nhi lấy nè, Nhi ơi đẹp lắm Nhi ơi. Chị Hồng Thanh Nguyễn lấy nè đẹp lắm luôn. 180 maxi hoa. Maxi hoa 180 nha. Maxi hoa 180.000. 180.000 maxi hoa. Hiệp Huỳnh nè. Hiệp Huỳnh nè. Hiệp Huỳnh 180 nè. Hiệp Huỳnh 180 maxi hoa. Trời sao tôi mê cái đồ mà thứ một cái ghê. Trời ai nói gì nói. Ai con đầm này hồi nãy bà Hiệp Huỳnh giận hờn nè. Đây đây đây. Hiệp Huỳnh ơi. Hiệp Huỳnh à. Nè size 14 dưới 75 ký nè. Ê xe 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 xe. Rô nè, ở đó là vậy nha, đó là vậy nè. Thành 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 thu. Thành thành thu thu, khách lấy rồi, khách lấy rồi. Nè, có cái đầm nè. Đó, là trắng, là trắng. Trời ơi, đầm này mà đi biển rồi. Ôi trời, đất ơi là trời ơi, 180. Mắt mửa ghê á. Mắt mửa ghê á. Thiệt hình 180 nè. Thiệt hình 180 nè. Ông nói bán tối nay bán cho cô uống tóc Hoàng Anh lỗ thì cô uống tóc Hoàng Anh chịu nổi không? Tai 14 đầm đỏ 160. Dạ 60 đến 72-73 ký. Đầm này có màu vàng và màu xanh của anh. Chúc giùm em đầm đỏ vải đẹp lắm nha. Dạ đầm đỏ size 60 đến 72 ký. Dạ đầm xanh của anh cũng vậy. Đầm xanh của anh cũng vậy. 60 đến 72-73 ký. Đó, 160 nha. 160. Nhắn tin cho cô đi lùng. Ủa? Cái gì vậy? Nhắn tin cho cô đi. Sao cô Quỳnh Nhi muốn gửi gắm cho con hả? Nhắn tin cho cô đi lùng. Vụ nữa. Bữa bà là hồi xưa là bà không có chịu mặc đầm. Bây giờ tóc cơm của bà đòi bầm đầm body. Bà thấy chứ bà hỏi liền. Xanh của anh của Thanh Nghe Lê nè. 160. Con đỏ này là từ đầu like tới giờ mới có không con nha. Nếu mà con này size 14 là em sẽ để cho chị Nguyễn Hao Quân 200. Ngày hôm qua bà kêu bà chốt hết trơn nè. Nguyễn Hao Quân 200 này bà hên dễ sợ luôn. Nguyễn đỏ 160 của Ngô Thanh nè. Đỏ 160 của Ngô Thanh trước con. Đỏ 160 của Ngô Thanh. Rồi Nguyễn Hao Quân 200 nè anh ơi. Nguyễn Hao Quân cái đầm CK 200 đấy. Biết luôn hả? Nguyễn Hao Quân 200. Cái đầm này bữa giờ dành lộn nha. Bữa giờ dành lộn mà coi thôi phải không à? Ừ đúng rồi dành lộn nè. Đầm này 180 rồi bữa bán nè. Mà khách dành lộn quá trời là đầm này nè. Trời ơi nó sinh tổ mẹ luôn. Biểu sao không dành lộn mấy chị. Em nói thiệt đó, nó sinh tổ mẹ luôn. Làm sao mà không dành lộn được. Size 14 dưới 75 ký nè. 180 ngàn. Bán 200 mấy chị. Mấy bữa bán 180 nay bán 200 nha. Dưới 75 ký đầm hoa đỏ. Ở dưới có chung thun nè ha. Dưới 75-76 ký bán cho mấy chị đầm này 200. Chốt giùm em đầm hoa đỏ 200. Bây giờ nhai luôn hột nuốt rồi con. Dạ 180 ngàn. Ép ngừ ép lý dễ tùy dễ sợ vậy anh ơi. Anh Trần này lẹ đi cây nhanh tay lẹ mắt ra cây ơi. Lẹ ơi. Gì ba? Dạ đầm lá trúc size 80 đến 100 ký vẫn còn nè. Đầm lá trúc size 80 đến 100 ký vẫn còn nha. 80 đến 100 ký đầm. Trời đầm này mặc ở nhà thích lắm. Chị nào form bự bự con mặc con này sướng lắm.
Em nói thiệt mà, chị nào phơm bự bự con là mặt con này là xe lắm, xe lòi lắm nha, đầm lá chút. Đầm lá chút. Cô Quỳnh vô đây chồng, cô chốt được cái đầm sai nhỏ. Bởi vậy tao nói, mà chốt được cái đầm của con nhỏ muốn để dành lại. Rồi mà chừng nào nó mập lên bảy mấy ký, nó mặt mày còn vô chốt rồi còn hiệu nó nữa. Bữa bà nào mới chốt cũng một sọt cũng không có vậy đó. Tao đi Bà Kali nào bữa chốt giật cổng cái quần sọt kìa. Nè đầm này size số 10 nè, nó có 10, 12 và 14 nè. Trời ơi làm ơn chốt cái con đầm này giùm tôi một cái đi mấy chị. Nè form rất là đẹp luôn ha. Cổ đắp kéo form đẹp, mềm mịn và form rất là đẹp. Ở sau lưng còn có cái cọng dây cột nữa nè ha. Nè chốt cái đầm này 200 cho em. Đầm này nó có size số 10, 12 và 14. Chốt giùm em là maxi gì? Maxi hoa trắng đi ha. Maxi hoa trắng cổ đắp chéo nè. Maxi hoa trắng 200 ngàn. Maxi hoa trắng nha. Rồi tiếp đầm dưới đó lên này chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị đầm xanh coban 200, đầm xanh coban 160 nè. Size số 10 60 đến 68 kg xanh coban. Chị nào chốt xanh coban chốt lên giúp dùm em xanh coban đây. Hồi nãy ai chưa kịp chốt đầm sơ mi, giả bộ nói chuyện lên giúp dùm em được không mấy chị? Ai nãy chưa chốt đầm sơ mi 200 size 14 dưới 75-76kg chốt lên lại nha. Chốt lên lại giúp em nha mấy chị nha. Đầm sơ mi nè. Mà em nè, cổ sơ mi nè. Tay nè ha. Form này đẹp lắm mấy chị. Form này rất là đẹp luôn ha. Chốt giùm em đầm sơ mi. Hồn quá bảy ơi. Maxi hoa trắng 70kg của chị Nguyễn Việt Chi. Rồi có một ngày, có một ngày Nguyễn Việt Chi. Nguyễn Việt Chi này cao nhiêu ta? Nguyễn Việt Chi maxi trắng là 200. Rồi lên cho mấy chị một cái con hồng, không biết hồng này hồng gì nữa. Mấy chị ơi có con đầm công chúa là 60 đến 70 kg nè. Size 12 nè, có một con đầm công chúa thôi bán mấy chị 200 xinh không? Chụm má xinh nè mấy chị ơi, xinh quá trời luôn. 200 đồng hồng. Bộ em mặc mới may ra chị Thu Phương, ở dưới là chân váy quần nha. Coi làm bill của Nguyễn Thu Phương còn nợ chỉ 250 thu cái đầm về nhớ làm nha. Gì? Maxi hoa trắng 60kg của chị Huỳnh Thám. Kiếm size số 10 đi Tuy ơi. Kiếm cái maxi. Ừ, kiếm cái size này maxi size số 10 cho chị Huỳnh Thám đi. Con Huỳnh Thám. Maxi là phải dài rồi, nói cô là maxi là phải dài rồi. Số 10 của chị Huỳnh Thám 200. Con bấm đi con. Con 10 nữa. Ừ, bấm được không? Rồi hình 8 200. Rồi hồng 200 của chị Hồng Thanh Nguyễn nè. Chị hình 8 khắc cũ, khỏi cho địa chỉ số điện thoại nha. Nhiêu nữa? 200. Rồi em có con lai dông nè mấy chị. Còn đúng một con lai dông nha con này. Còn đúng một con thôi, chế nào hôm nay chốt được rồi chế đó may mắn. Mất hồng dây bớt lại 200 ngàn. Bớt lại 20 phần 108. Trời con này mấy hôm đi bán quá trời luôn nè. Tại vì nó là thun lai dông. Cái tay với cái chung bụng nó làm đẹp lắm nha mấy chị. Con này là size 80kg nè. Con này là size 80.2, 83kg nè. Chốt giùm em đầm 108, mất một giây. Nhà anh trắng tin cho Kiều Lao đi. Chứ sao em ru em rít vậy ta. Rồi nhắn tin cho chị Phạm Hà đây, bill chị chừng nào đi. Bộ gì em mặc 240. 240 108 đầm. Đầm của chị Trinh Võ nè. Đầm của chị Trinh Võ 108 nè. Dạ lên cho mấy chị hồi nãy từ đầu giờ em mấy chị thấy con vàng, mấy chị thấy con xanh thì bây giờ nó có đúng một con lông chuột. Nha. Đúng một con lông chuột size này 60 đến 72 kg lông chuột. Ai chốt lông chuột 160 chốt giùm em lông chuột 160 ốc tiêu nè. Ốc tiêu ơi. Ốc tiêu à. Lông chuột 160. 160 lông chuột. Con đầm này hồi nãy em có bán với chị 120 nè. Size 14 dưới 75kg bán 120. Tại vì thích bán thôi. Tại vì thích bán sản ho thôi. 120. Lông chuột của Hiếu Lê nè. Lông chuột của Hiếu Lê nè. 160. Đầm này 120 size dưới 75kg. Thấp thì mình bán sản ho thôi.
nha. Thích thì mình bán thôi. Dưới 75-76 kg đầm xanh ngọc trai ha, xanh ngọc trai 120 của chị Trí Trịnh, 120 của chị Trí Trịnh. Dạ mấy chị coi đầm sơ mi nè, mấy chị đầm sơ mi này hơi bị đẹp nha. Em nói với chị là form đẹp lắm, form rất là đẹp và dễ thương luôn ha. Rồi chốt giúp giùm em đầm này. Em có đọc số ký rõ ràng nha chị, size 14 là dưới 75-76 kg, chị coi của chị vừa không ha. Đó, trên 580 có 1 cái à chị Hiền. Rồi đầm sơ mi size 14-200, đầm sơ mi size 14-200. Dạ đầm xanh của Von. Đây là Ti à, nè mày thấy không, lông lá rồi lâm hết trơn hết trời. Đầm sơ mi của chị ta đi bùi 200 sau lưng Ti mới để xuống kìa. Đầm này là hàng sale nha, 60-67 kg đầm xanh của Ban 160 đầm xanh của Ban nè, size số 10 ha, 160 đầm xanh của Ban. Đầm này là đầm maxi, mà maxi là phải dài tới gót nha mấy chị, cho nên mấy chị đừng hỏi em là maxi có dài không nha. Rồi maxi này 200 có size 10, 12 và 14, có size 10, 12 và 14. Đầm đi tiệm này hiện giờ em có size 14 và 16, 14 thì dưới 75 kg. Còn cái này size 18 này thì dưới 85 kg đầm body. Rồi con này mà xả đầm 200 là mấy chị trúng một phút luôn. Ừ rồi nhí nhí thì bơm hàng mẹ rồi. Cho nên giờ chỉ còn Trí Trịnh thôi. 75-80 kg đến 100 kg đầm lá trút. Coi thử còn mười mấy người coi rồi. Đầm lá trút nha mấy chị. 75-80 kg đến 100 kg đầm lá trút. Đầm lá trút em còn 2 con lá trút. Ai chốt 2 con lá chút, chốt giùm em 2 con lá chút. Rồi đầm cam đất size nhiêu? Đầm cam đất size 60-67-68 kg, 160 ngàn, còn 1 con size số 10 ha. Rồi đây em còn con đầm sơ mi size 100 kg. Trời ơi con này mà mấy chị mặc lên không đẹp đi kiếm tôi luôn á, 180 ngàn đầm sơ mi 100 kg. Dạ có đầm body không hả? Dạ có. Dạ maxi size 12 của Danh Huy đây chị. Bộ đang mặc có size 60-70 kg cho chị anh. Vải đẹp cực kỳ lắm chị anh Trần ha. 12 của chị Danh Huy. Rồi lên con đầm 200 cho mấy chị nè. Cho coi coi giùm em cái cơm với cái mẫu nè. Để con mấy chị cái gì xin. Size 12, size này size số 10, 60-70 kg caro. Chốt giùm em là caro, caro công sở 200. Caro công sở 200. Lên cho mấy chị một con đầm, chốt giùm em đầm cam đất body size 14. Con này bán mấy chị là 130 ngàn. 130 ngàn đầm cam đất size 14 dưới 75 kg. Dưới 75 kg đầm cam đất size 14. Con đầm này là nãy giờ mấy chị đặt nhiều nhất nè. Con đầm này là nãy giờ là mấy chị đặt rất là nhiều luôn nè. Nè đầm này cho chị Nguyễn Tâm, ghi chị Nguyễn Tâm 200 em. Nó size số 8. Con đầm này là nãy giờ là mấy chị đặt nhiều nhất nè. Size này là size 68 kg đến 8. Cam đất body. Cam đất body 130 của ống nước Hồng Phúc. Đúng rồi, 130 của ống nước Hồng Phúc. Cái đó ghi đi anh chứ không in được, tại chị đặt hàng. Rồi đây nè mấy chị ơi. Đây ha. Con này là con nè, con này hồi nãy giờ là mấy chị đặt nhiều nhất nè. Chú giùm em con xanh kép nha. 69 kg, 68-69 kg đến 75-77 kg. Con này size 14 nè, mấy chị coi form nè. Form này về mấy chị mặc lên bao sang luôn ha. Đó, mấy chị thấy không? Form này là bao sang nha mấy chị luôn nha. Form này là bao sang, chốt giùm em xanh kép. Dưới 75-77 kg bán có 200 mà ha. Bán chỉ có 200 thôi. Biêu mấy chị dồn em biết ít nha mấy chị. Mấy chị dồn nhiều quá em có tiền lấy hàng luôn á. Dạ con caro 200 này size 12 dưới 72 kg nè. Dưới 72-73 kg nè. Xanh kia. Hồi nãy em có một cái con maxi trắng. Trời ơi con này chị nào 70-82-83 kg hút nha. Em nói thiệt đó, bao cưng luôn. Nó may bằng vải gì vậy em không có biết được, nhưng mà xinh lắm. Thiệt 160 ngàn nè mấy chị, xinh lắm luôn á. Con này hôm nay mấy chị không lấy là em để dành. Em để dành để em mặc đi chơi, mặc quần lót đỏ với áo đỏ tính xe hồi bữa em mặc á. Mai gửi đầm, trời ơi mới có một cái mai gửi đầm. Con Nhi này không được rồi, Nhi không được rồi ha. Rồi xanh kép 200 của chị Nguyễn Việt Chi nè. Xanh kép 200 của chị Nguyễn Việt Chi. Lấy cái size 14 thôi Ti.
Hiểu việc con này phơm lên đẹp lắm nè. Có con đầm body nữa nè Nhi. Nhi mới vô sau này đúng không? Nguyễn Việt Chi nè, thấy không ổn rồi, thấy không ổn rồi. Sợ cái lùng giật cái đầm hay sao hết trơn. Cho con mặc ké nữa. Làm ơn hốt con đầm trắng cho em nha, nói nhẹ nhẹ thôi, chứ không có nói mạnh đâu nha. Nè đầm body nè, đầm body nè Nhi. Nè có cái đầm body phơm Nhi là 70kg nè Nhi. Trời ơi mày coi hàng Việt Nam xuất khẩu nó may con đầm đẹp lắm. Em thấy con đầm body vậy chứ về mặc lên đẹp y chang với con đầm hoa tuyết thời bữa 250. Nè xuất sắc không, đầm cà phê sữa. Thật sự là cái hàng Việt Nam xuất khẩu mà nó may đầm body là mấy chị mê lắm. Cái này có một con size từ 65kg đến 77kg. Và một con mấy chị mặc vô phải kéo xuống nha. Và một con này là size 60 đến 70kg nè. Chị nào chốt đầm body cà phê sữa thì nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua. Em lên nha mấy chị một con đầm sơ mi size số 10. Đầm này chắc chị Hồng Thanh Nguyễn mà hốt được nè. Rồi 180 ngàn của Nhi Quỳnh nè. 180 ngàn Nhi Quỳnh. Đầm này 100 ngàn là chị Hồng Khánh Nguyễn size số 10. Đầm sơ mi nha, có tay nha. Hoa li ti tím, hoa li ti tím sơ mi ha. Đầm này bán cho mấy chị với giá 100 ngàn. 60 đến size nhỏ nhẹ chí. Ờ size nhỏ nhẹ đó. Thôi đó nó nhỏ nhẹ nha. Nhỏ mà nó nhẹ đó. Đầm caro size 12 vẫn còn. 100 ngàn của chị Hà Nguyễn. Cô giá bê lùng Hà Nguyễn. Rồi bán cho con đầm hồng cánh sen 100 ngàn được không? Size 14 nè. Bán 100 ngàn luôn đi. Size 14 dưới 73-74kg nè. Dưới 73-74kg bán đầm cánh sen 100 ngàn. Mấy chị coi phone nè. Em nói với mấy chị phone vải đẹp lắm. Dưới 75kg đầm cánh sen size 14 100 ngàn. Dưới 70kg đầm cánh sen size số 10 100 ngàn đó. Có hai con nó bán cho nó hết hàng nha. Bán cho nó hết hàng kho. 100 ngàn mấy chị ơi. 100 ngàn cánh sen 14 và cánh sen 10. Hồng của chị Thanh Thảo nè. Hồng của chị Thanh Thảo Quảng Ngãi 100 ngàn nè. Cánh sen của chị Hương Chu 14 nè. 100 ngàn nè. Con này vải đẹp lắm mấy chị. Rồi Hương Chu size 14 cái đắt quay. Rồi này của Hương Chu 100 ngàn nè. Này Hương Chu 100 ngàn nè. Bữa giờ mới gặp lại chị Hương Chu ấy. Hôm qua em còn con túi đá. Hôm qua em còn hai con túi đá. Có một con mà cái lùn hỏi cánh sen còn không kìa. Còn một con túi đá là tia. Còn một con Nguyên để lại. Con Nguyên mỏi bàn mà có người hốt rồi. Anh Thiên Trân. Anh sợ thêm em Hiền Trần nè Tây ơi. Anh Tư xuống lấy bộ này size L cho em ơi. Sợ thêm em cái Hiền Trần rồi đi. Hiền Trần mà 1m4 mà bằng bế lung á. Em coi. Rồi đây nè. Có lấy đầm không? Một cái túi 350 của Hiền Trần. Túi đá đâu rồi, hai cái đâu rồi. Cái kia được, cái kia đây. Hiền Trần một con túi với lại một cái bộ này. Của Hiền Trần mới chọn ngón tay lên anh Phước. Nè, 350 cái túi này. Với bộ giống em hả anh Tư? Đúng không? Rồi, 240. 240 với 350. Đọt rồi. Hiền Trần mà có em bé đứng trọng cái đít á. Nè, em còn đúng một con túi hàng này là hàng em hút xốp. Nhưng mà em nói mấy chị con này mà bán cho 350 cho những chị có chia sẻ livestream là mấy chị chỉ có trúng mánh thôi. Chứ ngoài cái từ trúng mánh ra nó không còn cái gì nữa hết trơn hết trọi á. Ha? Nghĩ sao mà con này gì á? 350 giống vậy? Anh người kia rồi. Còn đúng một con bán cho những chị có chia sẻ livestream nha. Em còn đúng một con túi đá này thôi. Và em nói mấy chị là hàng này hàng Âu á. Hàng này hàng xịn á. Quảng Châu cao cấp á, cho nên cái đá này nó êm lắm. Chứ không phải đá vô nó cứng tay nha mấy chị. Còn đúng một con duy nhất. Còn đúng một con duy nhất, ai chốt thì chốt gấp cho em ha. Đúng một con. Đúng một con thôi. Tuy xuống la, anh Tư lấy bộ này cho chị anh Trần 240 đi size L. 350 túi của chị Thúy Phan là hết rồi. Hết rồi. Con này thật sự mà nếu mà hàng kia mấy chị bán giấy nhất phải 500 ngàn. Con này kiểu như em hút kho đó. Hút kho có 350 như mà hết rồi.
Ở bên kia còn một thùng hàng hút kho nữa. Biêu Nhi từ từ gửi để mai nó mua thêm mà. Còn thùng hàng hút kho nữa nha. Size L này của chị anh Trần 240 nè. Bộ này vải đẹp lắm chị anh, với bộ mới về vải cũng đẹp ha. Rồi lên đầm này là size 77kg đến 90kg cho mẹ nè. Đầm hoa nổi cho mẹ 160.000. 160.000 đầm hoa nổi nha. 160.000 đầm hoa nổi. Đầm hoa nổi 160.000 đầm cho mẹ đó. Chị nào chốt đầm cho mẹ thì chốt ha. Rồi em còn con xanh Cuban nè. Con xanh Cuban Nhi nãy giờ chốt chưa giờ? Dưới 72-73kg xanh Cuban. Xanh Cuban 160.000. Chị nào chưa chốt xanh Cuban chốt giúp dùm em. Cái bộ này là của hàng xưởng nhà em mới về, là bộ này 240. Bộ này 240.000 nha. Bộ này kèm chân váy dài dịu dàng, qua lá cành qua lá hẹ, bông bự bông hẹ bông bụt héo eo luôn á chị. Giờ tới đầu làng. Con chim sáo nho hột vàng rộn ràng. Bộ này là bộ xanh kẹt nha mấy chị. Bộ này là bộ xanh kẹt hoặc là xanh kép gì cũng được. Kèm với lại cho chân váy dài nè. Kèm với lại chân váy dài cho mấy chị nè. Chốt dùm bộ xanh kép kèm chân váy dài giúp dùm em. Bộ này có size 60-100kg. Bộ này có size 60-100kg nha mấy chị nha. Hai bộ này tôi lấy size L, XL bỏ kia chút gì giờ chị chụp hình đây tôi. Rồi lên cho mấy chị đầm cánh sen hồi nãy bán với chị 160 nè. Nhưng mà có size 14 thôi nha. Mà con này chị nè mà mặc được là chết mẹ luôn. Em nói thiệt chị nè mà mặc được con này là xong cái này xong cái đống này là em bắt đầu em xả đồ quần áo dài chục nè. Nè mấy chị coi form đầm cánh sen đẹp không? Vải em nói mấy chị mê say lắm ha. Đầm cánh sen size 14 dưới 75kg bán 160. Bán 160 nha, cho anh coi mẫu đang mặc đây chị ha. Mẫu đang mặc nè chị. Lần nó làm cúp ngực rất là đẹp. Mỗi tội không mặc áo vốn, ở dưới là chân váy quần nè chị ha. Mà chị coi vải nè. Em nói mấy chị vải mặc đã lắm chị Hằng ơi. Kèm số ký giúp em nha. Rồi đầm cánh sen size 14 160. Cánh sen size 14 160. Rồi đầm nâu bán 120 nè. Đầm nâu size dưới 72kg bán 120 nè. Đầm này là đầm đỏ đô nha. Đỏ đô dưới 72kg bán cho mấy chị 120. Cho hết hàng nha, đỏ đô. Chị nào chốt nè, con này là con 200 nè. Nhưng mà con này vải đẹp lắm. Chị nào 60-70kg chốt dùm em caro xanh. Nhưng mà thông báo với mấy chị là vải caro xanh này nó đẹp ngất ngay con gà tây luôn nha. 2 xỉ 120 của chị Hà Nguyễn. Hà Nguyễn 120. Em nói là cái con caro xanh là vải nó đẹp ngất ngay con gà tây luôn. Nó đẹp vừa ô lê lê mà ô lê lê luôn á. Đầm này 200 nè. Đầm này chị nào mà chuẩn bị đi biển thì hút con đầm này nha. Chị nào chuẩn bị đi biển hút con đầm này giúp giùm em nha. Nhưng mà con đầm này size lớn á chị. Size này là size từ 80-100kg. Đầm xanh maxi. Đầm xanh maxi ha. Bán cho hết hàng á nha quý vị. Giờ tới đầu làng. Rồi đầm này 130 nè, còn size gì? Đầm công sở size dưới 75-77kg. Ở đầm body. Rồi đây nè mấy chị, vải đẹp lắm. Vải áo cũng đẹp, vải trên váy, vải chân váy cũng đẹp. Mà vải áo cũng đẹp nha. Size 14B chốt dùm em xanh nhớt xả 130 ha. Đầm cánh sen của chị Nguyễn Đào 75kg size 14 nè, 160 của chị Nguyễn Đào đầm cánh sen. Mày không phân biệt được cái màu gì luôn hả tiên? Má mày mù màu. Để mù màu còn mù co nữa chứ. Chốt dùm em xanh nhớt size 14B dưới 75-77kg ha. Xanh nhớt, xanh nhớt 14B dưới 75-77kg. Xanh nhớt của Lan Phạm Ngọc nè. Xanh nhớt 130 của Lan Phạm Ngọc nè. Rồi xanh nhớt size 12 là dưới 72kg. Xanh nhớt size 12 là dưới 72kg. 130.000. 130.000 mà vải đẹp thấy mẹ luôn nha mấy chị. 14B còn nè ha. 14B còn. Em lên cho mấy chị một cái con màu cam. Một con màu cam size 14. Size này là dưới 73-74kg nè. 14 cam 130.000 luôn. Em nói mấy chị về mặc lên đi rồi cái form rồi cái vải rồi mê. Mê rồi đi kiếm em. Kiếm em chị đừng nói gì chưa. Về tới đầu làng nè. Cam 14 nè. Có lấy thêm con này không Lan Phạm Ngọc? Lấy thêm con này màu đỏ không? Đỏ 14 nè. Cái đầm cánh sen 75kg vừa chị Đào. Size 14 dưới 75kg. Dưới 75-76kg. Đây nè. Chị Đào ơi. Xanh nhớt có 14 lấy cho tôi. Dạ đây 14B của ống nước Hồng Phúc nè. Đã. Nhớ là cái hàng này là không có, không có đổi trả gì hết nha mấy chị nha. 130.
Rồi size 14 của chị Lan Phạm Ngọc nè. 14 màu đỏ của Lan Phạm Ngọc nè. 14 đỏ của Lan Phạm Ngọc nè. Đâm mè, đâm mè. Ai biết mẹ buồn hiu khi mẹ kêu cầu trời gần biểu cầu ngồi. Mẹ nhớ cháu cháu ai chị hết cái đầu chí còn. Rồi tới giờ rồi à, chị Giang size 14 nè. Chị Giang Nguyễn size 14 nè. Coi Giang Nguyễn gửi địa chỉ nào thì nhớ nhắc giùm em nha. Giang Nguyễn size 14 130. Cái cam size 14 của chị Nung Lê nè. Chị nào mà tối nay biêu ít thì nhớ nhắn vô phần bay cho anh Phước nha. Nung Lê size 14 nè. Đó. Nung Lê size 14 nè. Ngày hôm qua em tưởng cái đầm này là size nhỏ mấy chị. Ai ngờ lấy yên mặc vừa nha. Size 14 là 75kg đó chị. Ai ngờ lấy yên mặc vừa. Hình như ống nước hoặc hình như ống nước Hồng Phúc lấy cái này phải không? Chị ơi tí nói xong. Nói em Nhi đóng hết đồ em sớm tính tiền chuyển khoản. Mai ship em về Bình Thạnh bao nhiêu tiền ship em về. Từ đọc lại nha. Chị ơi tí xong nói em Nhi à, sáng mai ship về. Sáng mai ship về Bình Thạnh hả chị? À, có thể ship 10-11 giờ được không? Nếu mà ship giờ đó thì em tính tiền ráp với chị. Tại vì tụi em làm bill tới mấy giờ sáng á. Cái buổi sáng mà còn có 8-9 giờ dậy không nổi. Đến ráng cho em chút 10 giờ 11 giờ được không chị Anh Trần? Thiệt. Được không chị Anh ơi? Đầm này của uống tóc Hồng Anh của ống nước Hồng Phúc đúng không? 200 của ống nước Hồng Phúc. Cái này tối qua Yên Mặt nè. Tối qua Yên Mặt thử nè. Ống nước Hồng Phúc 200. Con đó vải đẹp lắm. Cho em mượn lại cho mọi người coi. Em nói mấy chị cái con đầm lưới này nè. Vải vô cùng đẹp luôn. Chế nào mà chốt đầm lưới cái rồi về thấy cái form lưới không là mấy chị mê mẩn luôn ha. 11 giờ à, có bao tiền em gửi. Rồi để em nhắn thằng ship nó đi sớm chút thôi. Nó đi cái cục chị rồi tính thêm tiền ship cho nó. Tại vì nó đi thì phải tiêu tiếng 2 giờ chồng nó chia ra nhau đi với chị. Chị cho nó thêm ship vô nữa nha. Đó chị đó à. Rồi mấy chị ok chưa chị đó. Rồi lên tiếp nha. Lên tiếp. Ông nước còn đôi giày bên nhà nữa. Ông nước còn đôi giày bên... Đôi giày đó mà ông nước Hồng Phúc đi kiếm không bao giờ có. Tại sao biết không? Thứ nhất nó là hàng Việt Nam xuất khẩu. Nó xuất đi châu Âu. Thứ hai chị kiếm một cái đôi nào đó. Nó không bao giờ nó mềm và nó êm chân như cái đôi em chụp hình. Hứa với chị Hồng Phúc luôn. Chị kiếm không có đâu. Em là cái người đi lùng hàng mà em còn chưa kiếm đôi đó ra 350. Đôi đó là hồi đó là bán 500 đó chị. Chứ không phải là 350 đâu. Mình bị khùng quá bạn. Ai bị mày sát cho tao. Đúng là mê trai còn sát vô chị. Chiếu này lên là tiên. Nè con đầm này nè 280 nè. Thôi giờ em bán con đầm này xả lai cuối mùa đi. Bán đầm xả lai cuối mùa cho mấy chị được không? Không bán 280. Đang bán đầm xả lai cho mấy chị nè 150 ngàn. Dạ 60 đến 150 ngàn. Ừ tôi không bán 180, 200 luôn. Tôi bán 150 nè. Con này 60 đến 66, 67 kg nè. 60 đến 66, 67 kg 150 ngàn. Con này size số 10 nè. Mấy con này là bán là không có trao đổi trẻ được nha. Size số 10 này 60 đến 67, 68 kg thôi nè. Size số 10, 150. Chị Nguyễn Đào ơi, vô cho em địa chỉ vô thôi. Chị Nguyễn Đào ơi. Nè lấy con này cho chị size 12 cho chị Thanh Thảo nè. Anh Thảo 150 nè. Chị Anh Trần ơi 60 đến 67, 68 kg chị vừa không? Size số 10 á. Size số 10 chị vừa không? 60 đến 66, 67 kg thôi chị vừa không? Chứ mắc công rồi không vừa lại lại nói chuyện chết móc nhau rồi. Lấy số 10 của anh Trần nè. Ok, số 10 của anh Trần nè. Anh Trần số 10, 150 nè. Đó, số 10 đó. 60 đến 66, 67, 68 kg em trừ hao ngược lại mấy chị 2-3 kg đó. Ha. Đó, còn cái cuối mùa lệ thủy bán cho mấy chị cho vô. Còn con này là 280 nè. Con này chị nào 70 đến 100 kg chốt nè. Em ơi, quá lòng 70 đến 80 kg chốt con 280 chị. Con 280 chị Anh Trần vô cho em cái địa chỉ của mới của chị đi. Về tới Đầu Làng để coi like xong chị Anh vô cho địa chỉ cho mới cũng được nha. Về tới Đầu Làng con chim sao nhỏ hót vàng rộn ràng.
64 kg của Kiều Diễm Kiều, Kiều Diễm Kiều nè, 150 của Kiều Diễm Kiều, 150 của Kiều Diễm Kiều. Dạ Nhung Lâm lấy size 12 không có nha. Rồi Trang Lê nè, Trang Lê size có 10, 150 ngàn nè, đó bản của giò. Trang Lê, Trang Lê nè, Trang Lê nè ha. Chị nào cao cao một chút nha. Rồi bông đen này là 70 đến 80 kg, 70 đến 80 kg con này bán với chị 300 nha, à 280 nha. 280 con này mấy chị không chốt thì ý in để lại mặt chị thâu. Chị thâu. Con này 70 đến 80 kg hết rồi. Hết hàng 150 rồi mấy chị ơi. Ai còn con để coi thử nó là cái gì. Ừ, nó là cái hàng 280. Nó là cái hàng 280. Không chị. Cái đầm 280 thì chị mặc thì lọc vừa, còn đầm 150 là hết. Hết sạch mà chị cũng không vừa tại vì size bé tí à. Size nhỏ xíu có chút béo em thương. Lấy 280 chị anh Trần rộng á nha, 280 chị anh Trần rộng á. Chị nói chị có một size thôi, size đó là size 70 đến 80 kg chị sẽ bị rộng. Chị sẽ bị rộng con đó ha. 150. 150 hết rồi chị, đầm 280 của chị Huỳnh Anh Nguyễn nè. Đầm cắt ren bụng phải không chị đây. Con này đẹp lắm nha, 280 của Huỳnh Anh Nguyễn. Trời ơi con này đẹp lắm mấy chị, con này mà hàng xưởng mình may nó không bao giờ chị, nó đẹp giống vậy đâu. Làm body Kiều Diễm Kiều, chị có cũ khỏi cho địa chỉ số điện thoại nữa chị. Đừng cho địa chỉ số điện thoại nữa, con này của chị à. Cô Huỳnh Anh Nguyễn nè, 280. Cô Trang Lê vô cho con địa chỉ số điện thoại nha cô, với lại cô nhắn tin cho shop nha. Cô nhắn tin cho shop, cho shop nhắn tin cho cô không được. Rồi em khui cái bao này có size nhỏ, chị anh cần nhiều lắm nè để đi hàng luôn. Còn bao nhỏ nãy cho đem quần quần lót ở đâu? Đưa cái bao quần lót, cắt bao quần lót với cái bao nhỏ nãy đem qua đi. Hai bao nãy đem qua đâu? Cho em xin nút chia sẻ nha mấy chị. Cho em xin nút chia sẻ với chị ơi. Tao lót với cái bao nãy giờ đâu? Đây. Cô Trang Lê vô cho con địa chỉ số điện thoại cho cô ơi. Bận ngồi chuyên gao, ngồi clip mà vô ngồi like đó rồi. Mai đi quà nói tên mày luôn á. Thôi anh, đo lắm lặng lý mới xấu. Quên anh Nguyễn đọc luôn mấy lòng. Chị Trang Lê, chị có thể gửi bóc cho bên em được không? Chị bên em có bóc cho chị được, chị Trang Lê ơi. Em có một bao bộ nhà thứ duy mà size nhỏ không mà 200, em sale cho mấy chị 101 nè. Cái bao này sao hút vô đi, ghi là hàng, ghi là đầm, đầm Việt Nam xuất khẩu, sale ghi bự lên cái đường ghi đi thôi. Đâu còn một bao nữa đâu anh. Anh ơi, còn một bao nữa đâu rồi? Bao đen mới thì tí đang ra đó. Bỏ ra trước luôn, hút cái này lại. Nhà em mà ngày nào mà đi lùng hàng không cũng nhức đầu, nó không biết lấy hàng ở đâu luôn. Dạ, quần lót ren á thì 5 cái 200, nhưng mà quần này mấy chị mặc rồi mấy chị phê lòi lắm. Dạ, em nói thiệt luôn á, quần này mà mấy chị mặc ở nhà em rồi là mấy chị đi kiếm quần ở nơi khác, mấy chị sẽ bị mông lung. Mấy chị sẽ giống như là cái kiểu giống như là sợ, sợ không mềm, sợ không êm, sợ không vừa ha. Nó free size nha mấy chị, nó là quần free size ha. Nè mấy chị coi nè, rất là êm luôn. Chị nào đã mặc quần lót ren nhà em là bao phê. Size từ 65 đến 100kg vừa ha. Size 65 đến 100kg vừa ha. Chốt giùm em lót ren 5 cái là 200. 5 cái 200 ngàn, 10 cái thì 390 ha. À, em lấy thêm size nhỏ nhé chị. Mà có xem bên cạnh nhé chị là sao? Em lấy thêm size nhỏ nhé chị. Mà có xem bên cạnh nhé chị. Để từ từ em hiểu à. Chưa hiểu. Lót ren 5 cái của chị Hương Chu. Chị Hương Chu 5 cái. Con này sướng lắm mấy chị. 1, 2, 5 cái của chị Hương Chu 200. 5 cái của chị Sunny Trương 200.
Năm trái của chị Phương đi đưa 200. Buồn này mặc đẻ lắm nha chị Phương Hương. Hình như chị Phương Hương có cô đồ bên ấy riêng rồi sao nhá. Hình như Phương Hương có cô đồ rồi. À cái đồng 280 chị nói to chị vừa. Không không, chị nói là em chắc cái bao đồng này nè, size nhỏ cho chị mua nè. Chứ không phải là con đó nó có một size à chị. Ha, là chị Phương Hương nè. Bill của chị Chi Nguyễn hình như còn ở đây hay sao á. Rồi, năm cái quần của chị Phương Hương nè. Năm quần của chị Phương Hương là 200, 1, 2, 3. Rồi năm cái quần của chị Chi Nguyễn nè. Chi Nguyễn Phú Yên. Chi Nguyễn này Phú Yên hả? À, phải Chi Nguyễn Phú Yên là còn hình như còn đặt cái gì nữa mình hay sao nhá. Năm quần của chị Chi Nguyễn nè. Chị nào ơi, chị chốt xong cái quần ren nào chị vào tin nhắn cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị. Được không chị? Năn nỉ luôn á. Năm quần cho chị Nguyễn Đào nè, đâu rồi? Năm quần của Nguyễn Đào. Vừa rồi Đào lấy đầm đá mà chặt chị Phương Hương chụp lên em ấy. Chị coi cửa hàng đó hàng chính quy hàng xe chụp lên em đi, em báo cho. Chị trải cái đầm chị chụp lên cho em. Chị Chi Nguyễn quận 9 với Bình Dương. Chị Chi này hồi xưa phải làm cứu hộ mà hay mua đầm Việt Nam xuất khẩu bên em không ta? Đầm 280, vòng 1 là bị ôm á nha, ôm body á chị Mạc Thị Lộc. Em vừa là chị vừa đó. Chị Nguyên Đào nè, Mạc Thị Lộc. Năm quần của chị Trí Trịnh nè. Năm quần của chị Trí Trịnh 200 nè. Năm quần của chị Văn Nguyễn nè. Trí Trịnh gì em chưa con? Năm quần của Trí Trịnh nè. Rồi năm quần của Văn Nguyễn nè. Năm quần chị Văn Nguyễn nè, in rồi phải không? Rồi còn ai lấy quần lót ren nữa không? Còn ai lấy quần lót ren nữa không thì báo em nha. Mấy chị mua thử 5 cái đi về mà thích thì mua thêm ha. Thích thì mua thêm chứ không có gì cần gì phải nôn nóng hết trơn hết trội nha mấy chị. Không có gì mà phải nôn nóng hết trơn hết trội. Để em coi thử, nó không có quần mặc váy cho em nha. Đây là quần mặc váy nè. Mới nó vô luôn không chưa? Hả? Mới đây nè. Ờ đúng rồi. Năm quần của chị Thanh Nhàn nè. Chị Thanh Nhàn năm quần, phải Thanh Nhàn Phú Yên không? Năm quần của chị Thanh Nhàn nè. Con kiểm tra mấy tiêu nha. Ra mấy tiêu có hàng bơm là không có bán nữa đâu. Rồi quần mặc váy nè. Dạ ok chị. Cái quần mặc váy này em có hai màu, màu đen và màu kem. Quần mà mấy chị thường mặc đầm là nên mặc con quần này ở trong. Quần này mềm và mỏng lắm mấy chị, mềm, mỏng và mịn lắm ha. Quần này thì size 65 đến 100 kg. Chốt giùm em quần mặc đầm nha. Chốt giùm em quần mặc đầm ha, 3 cái 150 nha. Lấy quần ren ở kia luôn. 2 bao luôn hả? Không có thể 1 bao được không? Đưa phòng chị em. Đưa lên phòng chị. Năm quần của Kiều Thu nè. Năm quần của Kiều Thu nè. Năm quần của Kiều Thu. Ba quần mặc đầm của Tinh Ly Trương nè. 1, 2. À, ba quần mặc đầm của Tinh Ly Trương nè. Ba quần mặc đầm của Tinh Ly Trương. Cái quần mặc đầm này là một mình em chắc không phải 30 cái. Một mình em đó mấy chị. Một quần không 30 cái. Một mình em á. Dạ ok chị Chi. Đây nha chị Chi. Nói chung là cái con quần này mặc ở trong sướng dữ dằn lắm. Chị nào mặc rồi thì biết chất lượng của quần này liền ha. Ba quần mặc đầm. Dạ cho chị nghĩ cái này cũng được chị Đào ơi. Được cho con gái em copy vô cho. Nha. Rồi ba quần mặc đầm của chị Thanh Nhàn nè. Chị Trang Lê, nếu phải không nhà không cho muốn tăng lượng cái năm khả thì chị nha. Chị Trang Lê ơi, chị có thể nhắn tin cho em được không? Nếu không nhắn tin cho em được là em cắt thả điêu chị á. Thì lấy cái bao khác là đựng quần lót của chị. Đồ đồ lót. Cái này chị ơi, chị bỏ lên kia giùm chị ơi. Tại vì cái này là khách đặt.
cầm của chị Thanh Nhàn có luôn rồi nha. Văn Nguyên ơi, vô nhà chị chỉ với mở chị Văn Nguyên ơi. Dạ chị Văn Nguyên cho em chụp quần lót riêng này. Bỏ cái đồ dưới kia, bỏ trên bàn xuống nãy về em chụp hình cho tôi lên. Đó. Đó, bỏ hai bàn trên rồi. Hãy cắt này, cắt đặt hàng, không dừng cắt cái quần lót để đặt hàng. Rồi lên đầm tiếp nha. Chị Mạc thì lọc cái đồng body đó không thì báo em. Đầm này size đa số size nhỏ, nhiều size lớn thì. Nhưng mà trong này nó có cái lua zoom đẹp lắm nè. Trong này nó có cái lua zoom rất là đẹp nha. Bỏ trên ghế salon nha. Dạ trong này nó có cái lo, trong cái bao này nó có cái lô zoom đẹp lắm nè. Chị nào đang trông chờ lô zoom thì hốt cái lô zoom này giúp em nha. Hốt cái lô zoom này giúp em. Trời cắm sạc cái hả. Có lót cô tông chị Kabuki. Đưa cái bịch dưới cho em anh Tư. Nhưng mà cái bịch này thì nó có 320 à. 5 cái nó 160. Mới về hàng này mà thì em không có vui với chị. Mới về à. Dạ vừa. Chị anh cần cho địa chỉ nè. Nè chị, cô Tông Gân. Nói chị Tabugi cô Tông Gân đã lắm nha. Nhưng mà con này là 10 quần thì 10 quần thì 301. Mà 5 quần thì 160 nha. Nhưng mà em nói với chị nghe màu nhu ha. Màu nhu mà mấy chị coi nè, lót gân cô tông nè. Hơi bị đã luôn, nó có cái đường gân nè chị. Con này mới về mà em định ngày mai em mới bán. Lấy ba quần mặt đầm cho chị Chi Nguyễn đi. Quần mặt đầm. Ừ. Ủa lót này lấy cho chị Đào rồi nha. Ba quần mặt đầm là ba con cái màu đen á, tuy ở trong bao nó đó. Ừ, ba cái. Copy lại của chị Anh Nguyễn và chị Nguyễn Đào quăng vô đi. Cái này chị ta Tabugi mặc thử 5 cái đi rồi mê. Tại vì định tối đi chụp hình xong mai mới bán luôn này đúng không? 3 cái 150.000 của chị Chi Nguyễn. Lấy luôn một bịch hả chị ta Tabugi. Tí ơi lấy cái cục hàng mới đem ở đây chị. Cục hàng mới đem vô á, cục đồ lót á. Em thông báo với mấy chị là có dây hết ha. Em ở đây chị lấy cho.
Em thông báo với mấy chị là có dây hết nha. Cái này nó có màu cam đất này và nó có màu xanh đen, xinh lắm mấy chị. Nè, 5 cái của chị, 5 cái của Kiều Thu nè, 16 của Kiều Thu, 5 cái của Kiều Thu nè. Rồi cái này là của chị Văn Nguyễn nè. Văn Nguyễn nãy giờ có bill chưa? Có. Rồi Văn Nguyễn là 301 nè. Văn Nguyễn 301 nè. Hôm nay bẻ trước cái gì không? Hôm nay đeo cài đó chị. Cái này 301 phải không? Đúng rồi, 301. Này 301 là 10 cái 301 đúng không Tư? Đúng rồi. Rồi lấy cho em cái quần mặt đầm. Lấy cho chị Nguyễn Đào một cái quần mặt đầm này. Cái này 1 cái. Còn một bịch rồi nó sao 1 cái. Cái này Tư ơi. Rồi một quần mặt đầm nè. Một quần mặt đầm chị Đào. Mà mấy chị biết sao mặc một cái vô cái mấy chị khó chịu lắm thiệt. Mấy chị phải mua phải hai cái, tại vì mặt nó rất là sướng nha, thiệt luôn á. Rồi chị Hương Ngọc một con nè. Chị Hương Ngọc có bill chưa vậy? Chị Hương Ngọc một con nè. Cô rớt cái bình áo vú xuống thì chút đêm bỏ lên lại đi. Hương Ngọc 50.000 nè. Hồi nãy có cái bill của Lon Bùi Thái không anh? Đợi chút nữa em soạn hàng cho Lon Bùi Thái nha. Đi lên lầu lấy bộ Dior này thấy chưa là chạy em. Chứ cái bộ này caro ở nhà dưới thành Tân. Bộ caro này ở nhà dưới thấy chưa là caro ở nhà dưới không á. Nó màu sai à chị. Trang Mai một cái quần mặt đầm. Thôi đừng mua một cái nữa nha mấy chị tội em. Đừng mua một cái thôi nha. Trang Mai 3 cái 150.000 chị đừng mua một cái mà. Rồi đi ơi XL của Trang không? Anh Phước ơi gửi giùm em nè. Lon Bùi Thái nè 16. 16 của Lon Bùi Thái. Rồi lên cho mấy chị mặc thì Lộc. Hồi nãy có lấy cái thằng không vậy? Kiểm tra coi thử chị mặc kéo được. Comment lên. Còn chị Lộc thấy chưa có. Chị mặc thì Lộc nói là vừa thì lấy cho chị phải không? Đúng rồi. Mặt Lộc còn mấy chục ngàn thì 80.000 thì có rồi. 80.000 hồi đợt mua đó. Rồi Mặt Thị Lộc nè con. Bấm in luôn em bé. Bấm in của Mặt Thị Lộc 280. Bấm in cho cô Mặt Thị Lộc 280XL không Tư? Anh đang ghi ai ạ? Ra Mặt Thị Lộc 280 nè. Anh ghi Lon Bùi Thái chưa? Rồi. Nè Lon Bùi Thái. Lon Bùi Thái 220 luôn nè. 280. Rồi Tuy đứng dậy lấy cái đầm này nè, cho Lon Bùi Thái luôn 280 luôn. Hỏi mình bông hương chưa? Rồi lên zoom nè, zoom nó có 3 màu mấy chị. Nó có màu cam đất. Nó có cam đất, nó có xanh đen và hình như có được 3 cái đen mà em không biết 3 cái đen xài gì. Mà con này mấy chị mặc lên sang chảnh lắm nha, nó có cọng dây bụng nữa ha. Nó có cọng dây bụng nữa. Rồi con này size bao nhiêu đây? Không thấy size. Con này size bao nhiêu đây? Dạ con này là size khoảng cỡ từ con này là size 70 đến 8 75 đến 85 kg là con đó là em vừa là chị vừa em dòng vú 112. Không cái đầm hoa nè. Đầm hoa sát bên. Đúng rồi. Rồi đây nè một size à. Đây nha mấy chị nha. Con này là 200 nè. 208 không có size gì anh Trần. Con này là 200 nè. Con zoom 200 chút giùm em là zoom. Zoom này màu gì ta, đỏ đô hả? Zoom này đỏ đô nha. Vừa dâm đỏ đô. Con đó Lon Bùi Thái 208. Dâm đỏ đô nè. Đỏ đô dâm. Con này là xanh đen nè quý vị. Con này là xanh đen. Con này có size nhỏ nè. 60-72kg à, con này có size nhỏ nè. Con này có size nhỏ. Cái này là xanh đen nha mấy chị nha. Cái này là xanh đen. Chị nào chốt dâm màu gì thì chốt dùm em dâm màu đỏ ha. Rồi màu đen có 3 con nè. Màu đen em có 3 con size lớn. Màu đen có 3 con size lớn nha mấy chị nha. Chị nào chốt zoom chốt lên giúp dùm em zoom ha. Zoom này chỉ có 200.000 thôi. Chị nào chốt zoom thì chốt dùm em zoom 200.000 ha. Chị nào chốt zoom 200.000 thì chốt zoom ha. Anh cứ ghi lên đừng có cộng ship cho Giang Đại, đừng cộng ship. Anh ghi con zoom này cho con Lon luôn nè. À, Lon Bùi Thái 200 zoom ha. Zoom
Tôi nhớ ra Hưng thì nó lấy nó không hỏi trễ về. Mấy chị không Hưng giùm đó. Con đầm này hồi nãy 180 nó còn sót một con nè. Nhưng mà con này mã khác nha, con này hoa vậy nhưng mà cái kiểu để con coi cái kiểu sao. Cái kiểu đó là cổ tròn, hồi nãy là nó cổ vuông ha. Con này là cổ tròn nhưng mà con này size lớn nha, con này size 20. Size này là size 90 đến 100 kg nè. Con này 180. 200. Con này là size là 90 đến 100 kg nè. Con này là 200 ngàn ha. À con này là 180 ngàn. Ủa con gạt hổ hoài trời trả lời ba lần rồi đó. Mà nói lúc tôi không biết cái đầm đó, cái đầm này bao nhiêu tiền. 180 ngàn con đầm này 90 đến 100 kg. Gì mà có món hổ hoài. Hôm nay em có được con đầm công phổ nè. Size 14 có 1 con à. 200. Có đúng một con thôi nhưng con này mấy chị ơi mặc vô nhớ cột rồi nha. Đây là 200. Có móc hổ nữa. Đây này con. Phương chốt của chị Huệ Phương 180 nè. Huệ Phương 180 nè. Em có con đầm này size 14 nè. Từ đầu lai tới giờ chị Huệ Phương mới chốt kịp con này. Đẹp lắm nha quý vị khán giả. Size 14 nè. 200 đồng công chức size. Đầm công sức. Đầm công chức tay cánh tiên ha. Đầm công chức tay cánh tiên chốt giùm em là size 14 ha. Xanh đen size 14. Em có một bộ nhà nè. Em nói thiệt với mấy chị là bộ này á, nói thiệt lòng luôn, bộ này là 200 nha, bán cho 101 nè. Bán cho 101 xay nhỏ nè. Bộ xếp ly hàng Quảng Châu nè. Hả? Bán 101. Xinh lắm nha mấy chị. Dạ thông báo mấy chị là rất là xinh nha, nhưng mà size bé. Nhưng mà size này là khoảng 60 đến 75 kg thôi. Nè mà quần dài nữa ha. 60 đến 75 kg. Xinh không mấy chị? Bộ này mà xả mấy chị 101 là mấy chị quá hời luôn. 60 đến 75 kg xả 101, bộ này mấy chị xả cái mấy chị quá hời luôn. Chốt giùm em bộ xếp ly vàng 101. Đầm 108 có 1 con à chị. Rồi 101.000 quán bì đó đi. 101.000 bộ xếp ly 60. Chị nào 60 mang cũng ôm đẹp mà chị nào 75 kg mang cũng đẹp ok. Ha. À, chốt giúp giùm em rồi bộ đùi luôn xả 101 luôn. Đây. Bộ đùi cưng không? Áo cưng muốn chết luôn. Đó, áo cưng muốn chết ha. Xếp ly xanh ngọc. Mắt mẹ cái quần. Xếp ly xanh ngọc. Ai chôm cái quần. Xếp ly xanh ngọc. Ai chôm cái quần. Chôm giùm mọi lộn ai chôm quần cả em. Dạ 60 đến 70 kg. Chốt giùm em xếp ly xanh ngọc 72-73 tí cũng vừa. Không ai chốt xếp ly thì qua. Bộ đùi xanh ngọc 101 của chị Anh Ngọc. Bộ đùi nó có mấy màu lận chị lấy màu trắng không? Chị lấy màu trắng không? Đây em có bộ đùi màu trắng nè. Bộ đùi màu trắng mà có tay nha quý vị. Xả 101 luôn cho đỡ nhục. Bộ đùi màu trắng có tay size dưới 72, 73, 74, 75 kg 101 ngàn. Dễ thương không hả chị? Chốt giùm em đùi trắng xếp ly xả 101 ngàn cho đỡ nhục. Xả 101 ngàn cho nó đỡ nhục. Quấn cho nó vừa nhuột mà vừa tâm cụt mà khẩu cụt luôn. Rồi lên đầm 200 cho mấy chị nè. Vải đẹp vô số kể lắm nha. Nói thiệt với mấy chị là vải đẹp mê luôn ha. Vải đẹp mê nhắn tin cho anh Đại với Diễm nha anh ơi. Mai có một cái bill da 11 giờ Bình Thạnh. Tính bằng da rác. Đây nè mấy chị đầm phơm nhẹ nè. Đầm phơm này size lớn chứ phải size này 16 là phải dưới 90kg ha. Đùi trắng của chị Hạnh Huỳnh 101 nè. Dạ anh Huỳnh này khách cũ khách mới. Rồi đây mấy chị. Cái đầm này mấy chị coi vải giùm em nha. 200 nhưng mà có dây ở giữa bụng ha. Đầm này size 16. Đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên like chị. Bên em là ship 20 ngàn. Có hỗ trợ ship cho mấy chị. Nhưng mà mấy chị kiểm tra hàng mà không lấy thì lần sau em không bán cho mấy chị nữa. Nhớ dù mấy chị nhận hàng mà lỡ chặt lỡ rộng gì mấy chị cứ báo chụp hình báo báo em giải quyết. Còn mấy chị xuống kiểm tra hàng là coi như trả tiền ship hay như thế nào nữa thì em cũng không bán nha. Ừ tại vì em không có nhân viên em bán là thì thà lắm mấy chị muốn nghỉ sao nghỉ. Không có màu khác. Con đầm này size 16 nè, 200 ngàn. Đầm này là lai dông nha mấy chị. Kiếm được cái bao quần rin chưa anh Tư? Chiều giờ có biết kiếm được cái bao quần rin không vậy? Lên đầm này nè. Đầm này cũng 200. Có màu tép em. Đây này mấy chị. Xinh không? Size nhỏ nha. Size này là 60 đến 70 kg nè. Ôi xinh không? Mà cái vải đẹp lắm 200. Chốt giùm em là
xăm vậy ta? Chốt giùm em mã lạ đi ha. Mã lạ 200. Mã lạ 60 đến 70 kg 200 mã lạ. Chị nào chốt mã lạ 200 thì chốt lên giúp giùm em mã lạ. Mã lạ size L. Mã lạ này size L nè. Mã lạ size L 60 đến 70 kg. Rồi em có một con mã lạ size hai con size L. Mã lạ nha mấy chị. Chị nào chốt mã lạ chốt lên giúp giùm em mã lạ nhé. Chốt giúp lên giùm em mã lạ. Con này XL nè. 70 đến 80 kg nè. Con này là 70 đến 80 kg. Con này form đẹp lắm nha mấy chị. Con này form đẹp cực kỳ. Không có nhung lâm, để chút rồi chị coi lại thử có chị đưa ra cho. Rồi chút xíu. Rồi con này mã lạ nè. Rồi lên cho mấy chị một con áo ren nè. Áo ren 100.000, áo ren trắng. Áo này hàng Việt Nam xuất khẩu thun lai dông nha. Ren trắng 100.000, con này size lớn. Con này size phải 85 đến 95 kg. Con này size lớn phải 85 đến 95 kg nha nha mấy chị nha. Con này size lớn, con này phải là từ 80 đến 90 kg đi cho nó đẹp. Chốt giùm em là áo ren trắng ha. Mã lạ của chị Thanh Nhàn kèm số ký đi chị Nhàn ơi. Mã lạ của chị Nhàn kèm số ký giúp em nha. Em có một con công sở size nhỏ nè. Bán mấy chị 100.000 luôn ha. Công sở này size dưới 75-77 kg, bán mấy chị 100.000 sơ mi. Sơ mi này đẹp lắm nha. Mã lạ kèm số ký đi mấy chị. Mã lạ XL của Thúy Nguyễn nè. Thúy Nguyễn XL trước nè con. Thúy Nguyễn XL trước. Hạnh Quỳnh ơi, em xin địa chỉ số điện thoại chị xem luôn rồi chị đi ra mất tiền chị Hạnh Quỳnh ơi. 200 con. Để em coi thử con XL cho chị Nhàn không. Rồi XL của chị Thanh Nhàn nè. Thanh Nhàn 200. Mã là 70kg của chị Thùy Dung. Vải đẹp lắm nha chị Dung. Vải đẹp lắm luôn á. Thùy Dung 200. Thùy Dung Dũng Tàu nha. Đâu răng đông níu đâu mỏ đâu tùm lum. Beo. Chị nào chốt beo chốt giúp giùm em beo ha. Chị nào chốt beo chốt giúp giùm em beo. Còn ai coi live stream không vậy? Coi thử con mấy người coi vậy đây? 112. Không phải đâu, đừng coi trên đó. Coi trong mấy live stream á. Lùi có thử lùi. 75. 75 hả? Sao anh biết? Coi lên 78. 74. Coi lên 78. 74. 100.000. 100.000 áo sơ mi dưới 70kg. 100.000 áo sơ mi beo dưới 70kg nha. 100.000 áo sơ mi beo dưới 70kg. Chị Thúy Phan có muốn lấy beo không? Chị Thúy Phan có muốn lấy beo không thì báo em nha. Em có con đầm nè, sale cho mấy chị giá 150 nè. Có một con à. Nhưng mà đầm này mặc lên như công chúa mấy chị. Em nói thiệt mà đầm này mấy chị mặc lên như công chúa. Đầm này xả cho mấy chị 160 nè. Đầm này size là 70 đến 80kg đầm sọc. Chị nào chốt đầm sọc chốt lên giùm em đầm sọc nha. Tuy thì lấy ba cái dâm màu đi. Con xanh đen, con hồng này phải lớn nha. Duyên con đen. Duyên con đen. Chị Hạnh vô một phút nữa. Chị Hạnh Quỳnh một phút nữa. Có anh thả điều chị ta lấy gì vô. Chị xem để rồi chị đâu mất tiêu rồi. Có ai trẻ đi. Một con nè. Thưa chị. Có thể nào mua rồi giá bộ mình lịch sự mình cho địa chỉ số điện thoại được. Rồi con này nè, với con đen nữa đó. Rồi ba con. Beo 70kg, không vừa đúng rồi. Có một con đầm body nè. Đầm này size lớn nè. Chị nào mà size 90 đến 100kg chốt cái con đầm này nè nha. Đầm này 160.000. Đầm này 160. Em có một con đầm xanh. Con này là con này của chị Tâm nè. Nguyễn Tâm 200. Bỏ hết cái bao này vô đi. Ghi là bao dung hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Đưa lên lầu đi. Này để treo rồi. Để treo bằng treo đi. Này treo nè. Bao dung Việt Nam xuất khẩu. Móc người có mấy cái áo á tiên. Áo trắng nè. Để móc
trắng. Để có được cám hoa gì nha. Dạ cho con lại đầm sóc hả chị, chồng sọc hả chị. Đầm như như công chúa nha, đầm này hồi xưa bán nhiều lắm luôn á. Giờ nó sót lại cái bán 160 vậy thôi. Đầm này em mặc lên bao cưng luôn. Vải co giãn phơm đẹp lắm. 160 quá rẻ. Đi lên lâu đúng không? Lâu phòng trẻ nha. Này tưởng khó quá nhưng Lâm ơi. Chị nào chốt bộ dây cam đất chốt giùm em 101. Bộ dây cam đất 60 đến 70 kg thôi, tại cái quần nó hơi nhỏ hơn do so với cái phơm áo. 60 đến 70 kg thôi ha. Bộ cam đất. Chị nào chốt cam đất thì chốt giùm em cam đất. Cái này chắc đưa lên kho lên tôi à. Bộ đưa giùm em lên kho đi. Lên kho bộ này. Lấy bộ cam đất cho chị anh Trần ơi. Lấy bộ cam đất cho chị anh Trần, năm mốt có cái quần nữa. Cam mốt của anh Trần. Cam mốt của anh Trần. Cái bao này đưa lên kho luôn rồi coi ơi. Cái bao đồng quay nè. Có những cái bao cho kia mà đem kho. Cái mà đem thì dữ không. Đây. Rồi mấy chị có muốn lấy áo thun mà 50.000 không? Nhưng mà mấy chị mua đừng lựa nha. 50.000, 50kg đến 70kg. 50.000 con. Nói chung là mấy con này là đều 80-90 trăm á. Chị nào mua thì em lên áo thun nó cho mấy chị. Mấy chị có muốn lên không? Muốn lên thì em lên nha. Hả? Muốn lên thì em lên. Rồi lên cho mấy chị một cái con đầm kim tuyến. Đầm này có size tới 20 lận ha. Đầm này có size tới 20 luôn. Hả? Chị nào chốt đầm này thì báo em. Đầm này là có size 12 tới 20. Hả? Chưa có dùm đi chị. Đầm này là có size từ 12 tới 20 đầm này nè. Đầm kim tuyến nè. Chị nào chưa chốt đầm này thì chốt lên giúp giùm em đầm kim tuyến, bỏ trên bàn giúp em lên đi. Đầm kim tuyến nha. Có size đầm này qua em xả cho mấy chị có 200 là đầm này 280-300 vậy. Nhưng mà size này là size 80 đến 85 kg mấy chị. Nói chung là dưới 85 kg là ok nha. Có size lớn là 16 với 18 thôi. Đầm này chị nào hôm qua chưa chốt thì tranh thủ chốt giúp em. 200.000 đầm này em có mặt chụp hình nè. Đầm này đẹp lắm. Có mặt chụp hình. Rồi thun lai dông nè mấy chị. Thun lai dông dít dắt. Thun lai dông nha. Chị nào chốt đầm này thun lai dông chốt giùm em. Từ từ lấy giùm chị con đầm rêu ơi. Tôi lấy em con đầm rêu đó. Đầm rêu size số 10. Có giùm đắp chén rồi để chút chụp hình lên cho anh Nhung coi. Đó con đó đó. Size số 10. Mà quá trời ơi, lộn con này mệt quá. Rồi đây là đầm cổ trụ nè. Đầm cổ trụ chị nào chưa có thì tranh thủ chốt nha. Đầm cổ trụ là đầm chữ N ở sau. Đầm này em mặc lên đẹp lắm luôn. Đầm này mặc lên vừa đẹp mà vừa gọn nghe mấy chị. Thông báo là đầm này mặc lên vừa đẹp và vừa gọn. Thông báo nhẹ nhẹ thôi ha. Mấy chị về cắt túi ra giúp giùm em. Đầm cổ trụ nè mấy chị. Sao đó sao gì em Tư? Có coi thử cái nào size số 10 không? Trời ơi con đầm này em mặc lên bao đẹp bao gọn luôn á. Đầm cổ trụ nè. Chị nào chốt đầm cổ trụ chốt lên giúp giùm em đầm cổ trụ ha. Đầm cổ trụ. Em còn con đầm size 60-68 kg nè. 60-66-67 kg nè. Xả 150 còn đúng con rồi nha. Ai chốt thì chốt đi. Gì em Tư? 12 con hả? Chết mẹ lấy đầm này về đây chị Minh ra. Cô trả lời cô Minh Nguyễn, cô Nguyễn Minh gì đây, hết đầm lai dông nó size số 10 rồi. Ha. Đầm NY 100 kg, chưa kiếm có ly hồ ơi. Nó còn size 2 ít à. Sao bữa nay nó may sao mà đợt này tự nhiên bị rụng lại mấy con size 100 kg không biết nữa. Đầm này size 16 là đầm này của CK nha. Đầm này size 16 của CK, đầm này đầm sơ mi. Trời ơi, đầm này em nói với cái vải với cái form lên đẹp lắm, đẹp đỉnh luôn. Hết size gì? Đầm sơ cây hết size 10 rồi. Rồi bỏ lên trở nữa là xong nè. Tây Tây đưa con nằm bây giờ đi chụp hình đi. Nằm đó nó đưa lên kia. Rồi kết thúc chương trình nha. Mai mình gặp nhau nha. Em xuống like nha mấy chị nha. Kết thúc chương trình cho mấy chị. Mai mình xuống em xuống like nè. Mai mình lại gặp nhau nha mấy chị nha. Mai gặp nhau ha. Mai gặp nhau.
nhau cho mấy chị nè. À, rồi em cảm ơn mấy chị nhiều nha. Cảm ơn mấy chị nhiều. Hello chị Quỳnh Loan, Quỳnh Loan. Cảm ơn mấy chị nhiều rồi, cũng có xin lỗi lùng mấy lần. Thế là mấy cô hẹn gặp lại ngày mai. Chưa mai mà nếu gì khỏe thì 2 giờ, 12 giờ rưỡi nha mấy cô. Còn không thì tối 8 giờ 30 vô nha mấy cô tính.